Xin bắt đầu buổi giải đáp ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên. Con kính chào bác Nguyễn Nhân cùng ban quản lý chùa Thiền Tông Tân Diệu. Kính chào tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay. Con tên Tuấn Anh, địa chỉ Biên Hòa, Đồng Nai. Hôm nay con có mấy câu hỏi, mong bác giải đáp cho con. Câu hỏi đầu tiên. Tập luyện sao để nhận biết mỗi khi cái tôi ngã mạn của mình bộc phát, thưa thầy. Ngã mạn phải không vậy? Mình nó bộc phát là tự nhiên trong người mình nó bừng bừng, nó nóng vậy. Nó phát ra những cái ý nghĩa gọi là cái ngã mạn nó phát ra. Đó. Mà cái này nó đúng ra, mà con người mà âm nhiều quá đó thì nó ưa phát ra cái này. Nên nhớ rằng khi mà nó đã phát ra cái này thì làm ơn nhớ đọc cái bài sám hối lại. Nhớ không? Trong bài sám hối nó có những cái giải thích cái này. Mình bởi vì cái bài kinh sám hối phải lúc nào phải thuộc cái này, để khi nó vừa nổi lên đọc cái này nó hạ cái kia xuống. Đó cái cách đối trị của cái ngã mạn của con người. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu tiếp theo. Khi theo pháp môn Thiền Tông thì sẽ gặp những khó khăn và gian nan nào, và để vượt qua những khó khăn gian nan này mình phải làm sao? Con lập rõ rồi. Khi theo pháp môn Thiền Tông thì sẽ gặp những cái khó khăn và gian nan nào, và để vượt qua những khó khăn này á, thì mình phải làm sao? Tu Thiền Tông á, nó có hai cái dạng. Một cái dạng dương á, nó khó, nó không gặp khó khăn, mà cái dạng âm nó gặp. Vì thế mà tất cả khi mà cái người mà âm nhiều á, vô Thiền Tông nó bị trở ngại liền. Thì bây giờ cái này nó thật ra đó, nếu mình sám hối nổi thì sám hối, chứ sự thật người âm vô Thiền Tông không được. 100 người vô Thiền Tông mà âm nó thối lui cả 99 người chứ không ít đâu. Mới vô thì thích vậy đó, nhưng mà vô nên nhớ là âm thì vô Thiền Tông sẽ phá cái Thiền Tông này. Phải để ý cái chỗ này. Vì thế mà nếu mình thấy mình âm quá đừng có vô. Mà nếu mình vô mình phá thì mang cái nghiệp chướng nhiều đời sau không hiểu được cái Thiền Tông này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp theo. Khi theo pháp môn Thiền Tông phải phân biệt được giữa tánh người và tánh Phật. Vậy Đức Phật Thích Ca khi chưa tu đã nhường ngai vàng và vợ lại cho người anh của mình. Vậy bác cho con hỏi khi đó Đức Phật dùng tánh người hay tánh Phật ạ? À? Bây giờ tất cả mà Thái tử Tất Đạt, Đạt Đa sanh ra đã thành Phật rồi. Còn những cái chuyện mà sinh hoạt trong hoàng cung, đây là cái tục lệ thôi. Chứ ổng đã thành Phật từng cõi trời đâu xuất xuống đây biết làm hết. Nhưng mà liều ông già lại với người anh không có hiểu cái này. Thì ổng cũng phải nương thì thôi, để khi ổng lớn lên rồi ổng nói. Mà sở dĩ ổng được làm thái tử là bị ép làm thái tử, chứ sự thật ổng muốn. Vì thế mà sau 20 tuổi thì ổng được làm thái tử để có giao dịch như quốc tế mới được cái này. Nhưng mà ổng đã hiểu là ta đã thành Phật trên cõi trời đâu xuất từ nhiều đời trước rồi. Xuống đây phải là đóng vai một con người, rồi toàn năng toàn giác có vợ có con để mà dạy cái này. Chứ đâu phải ổng ham cái này đâu, nhưng mà là vô thế giới vật lý phải sống đúng theo thế giới vật lý thì cái đạo Phật nó mới phát triển được. Còn nếu mà vô xuống đây mà không sống theo thế giới vật lý thì nó trở thành là thế giới gì? Thế giới thánh. Vì tất cả các đạo ta lập bằng đạo thánh, mà duy nhất chỉ có đạo Phật là con người thôi. Con người toàn năng toàn giác lập ra cái này. Phải hiểu cái chứ còn những ở gì khi nào mà Đức Phật ông hoàn thành công chuyện ông rồi, khi mà ông kiểm tra tam minh lục thông rồi thì ông bảo một câu thế này: chớ dẫm Như Lai vết đã qua, những gì Như Lai dạy từ trước giờ đừng có khi nào mà theo cái vết của Đức Phật, tại người ta không có hiểu, thành ra ta phải theo cái vết này thôi. Chứ còn đã ông nói là đừng có theo ông. Ổng làm gì chuyển qua không? Bây giờ ổng chỉ cho mình đi về Phật giới đó. Hoặc là trong lục đạo luân hồi muốn đi đâu ổng chỉ cho đi.
muốn về Phật giới không chỉ cho đi. Một vị Phật có cái nhiệm vụ như vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Con nghe có người nói khi mình mượn 100 triệu xong thì mình không trả, mình dùng tiền đó mua sách tạo công đức. Vậy cho con hỏi, làm vậy có công đức trong sáng không? Hoàn toàn không có chút nào hết. Cái này đi lừa người ta làm sao có công đức. Dù nó có công đức đi nữa, nó cũng chìm sâu ở trong cái âm đó, thì không biết nữa đâu. Có đó, nhưng mà nó chìm sâu ở trong đó. Thì bây giờ nó chìm sâu, vàng nó chôn xuống 10 thước đất, hỏi ai chỉ có vàng không có. Làm biết làm sao biết được, biết vàng nằm ở chỗ nào. Không nên làm cái này, vô thiền tông. Thứ nhất là học được cái lễ nghi của thiền tông và cái quy luật vật lý của thiền tông thì mới sống nổi với cái thiền tông này. Còn anh không hiểu được cái này thì hoàn toàn anh coi chừng, thiền tông nó giết anh luôn. Thiền tông là cái gì? Thiền tông là con dao không được cán, nó cho biết anh muốn cầm kiểu nào anh cầm. Anh lượng, anh đó, tôi nói thiền tông là con dao bén mà không cán, anh muốn cầm ở kiểu nào anh cầm. Vì thế mà ông Phật khuyên rằng không nên tu thiền tông. Ông Phật khẳng định vậy đó. Anh làm sao anh về Phật giới thôi, cho không cấm anh không cho tu. Đó, đạo Phật đó, đại thiền tông duy nhất chỉ có thiền tông nó mới nói cái chuyện này thôi. Còn các đạo, các cái pháp môn khác nó hoàn toàn khuyến tu hết, lại hoàn toàn cấm tu luôn á, chứ không có nên là cấm thiền tu, cấm tu luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Có ý thứ hai là công đức đó có bù được số ác đức mình gây ra không? Cái công đức là để ra thôi chứ không có bù nữa, chừng nào về bển xài, về Phật giới xài ta không có bù. Nếu là công đức tạo ra, một là nó hiện, hai là nó ẩn, vậy thôi. Chứ không có sang sớt với ai trời trơn. Nhưng mà có một người là cái người mà ngu mê nhiều quá, nó có công đức tự nhiên nó sáng vậy thôi. Chứ không có bù gì, đó là phá vật lý. Có nghĩa là bóng tối có đèn sáng vậy thôi. Chứ nguyên tắc nó là vậy. Chứ không phải là cái này mà nó phá cái kia, không phải vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con chuẩn bị sẵn bài kinh An Vị Phật, bài kinh Sám Hối, công thức đường về Phật giới và bài kinh Tiễn Phật Gia của con vào một cái thẻ nhớ, để đến khi con sắp lâm chung thì mở trước 3 ngày để nghe, cho cái chung ấm thân nó sáng ra, nó không bị lầm đường đi. Như vậy có được không thưa thầy? Được, nhưng mà còn thiếu một cổ, là thiếu một cái đường về Phật giới. Phải 3 cái. Phải con có đường về Phật giới để chị. Để mà khi mà cái đường về Phật giới mà nó phát ra được rồi đó, gọi là thì an toàn đi về Phật giới. Qua tiêu không xử mình, không thử được. Kêu bằng cái đường về Phật giới mà nó hiện ra pháp trần rồi thì qua tiêu hoàn toàn không xử, không có gạt mình được đó. Ông thần không, ông Phật thấy cái này ông thả, nhưng mà cái ông thánh ông hoàn toàn không gạt mình. Tại vì ổng không dám lại gần, làm sao ổng gạt, nghe không? Mà hơn nữa là cái hoa tiêu của ổng á, nó cấu tạo bằng điện từ âm dương, nó không bằng cái sức sáng của cái công đức. Nó vì thế mà quan trọng nhất là cái bài pháp buổi, cái pháp trần phải cho nó hiện lộ thì đi về Phật giới cách an toàn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Thầy nói thiền tông làm đúng nhân quả sẽ hết. Vậy thầy chỉ rõ cho chúng con làm đúng như thế nào thì nhân quả sẽ hết ạ? Thiền tông, bây giờ thiền tông vô đây để lì, nó chỉ cái quy luật nhân quả luân hồi. Anh trả nhân quả, anh đồng ý trả đi, đừng có khi nào mà cưỡng lại được hết. Thì thuận, giống như người ta, ví dụ mình bị phạm pháp đi, anh cảnh sát là anh bắt mình thì thôi đưa tay ổng cộng đi, im ru không có gì hết. Còn mà cử được không? Tao quyền lực của chính quyền làm sao dám cử ta? Thì cái nhân quả nó cũng nằm ở vậy nè. Ông thần thực thi nhân quả, anh không có thể cưỡng là được. Anh càng cưỡng càng chết. Vì thế mà thuận đi, thuận trả nhân quả thì rất im xuôi, không có gì hết. Khi mà anh trả nhân quả, anh đừng có tưởng thì hoàn toàn anh không có trả nhân quả. Vì anh trả nhân quả mà anh tưởng thì anh thấy anh khổ.
Tưởng gì mà mắc nợ, giờ cái móc có nhiều túi móc tiền trả cho người ta, ta làm gì, đừng có tưởng. Con người ta tưởng là gì, cái tưởng mới thấy khổ buồn vui. Con đừng có tưởng, thuận theo nhân quả đừng tưởng, là im xuôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Con nghe thầy giải đáp ngày 1 tháng 12, thầy nói mở quyển kinh sám hối của Thiền Tông đọc, hay nghe nó có công đức nhiều hơn kinh An Dĩ Phật, và nó có tác dụng xua lực âm mạnh hơn kinh An Dĩ Phật. Và con cũng nghe trước đây thầy nói là kinh sám hối của Thiền Tông chỉ dành cho người mới bước vào Thiền Tông, hay như những người mới đạt yếu chỉ Thiền Tông thôi, chứ từ Phật gia trở lên thì không đọc sách sám hối nữa, qua xong thì phải bỏ bè. Vậy thầy nói như vậy có mâu thuẫn không ạ? À? Mong thầy nói rõ cho chúng con hiểu ạ. À. Cái hỏi này là hỏi kiến chấp, chứ không phải là hỏi thực tình. Bây giờ nè, bây giờ mình thí dụ mình đi mượn sách, mượn vở mình cho người ta đấy, thì có công đức, nhưng mà làm sao tìm cái này? Bây giờ anh chỉ cần anh mở cái bài này nè, người ta nghe tự nhiên ta hiểu, ta vô cái này, ta vô thì ta nói anh có thể dễ tạo công đức hơn cái cho cái sách, phải không? Mà bây giờ đó, khi mà anh đã thành ra một thiền gia và phục gia rồi thì anh không làm cái này, nhưng mà muốn độ người ta phải anh sử dụng cái này, sự cho người khác chứ không phải sử dụng cho mình. Mình không biết rồi mình sử dụng cho mình là không có đúng, mà sử dụng để độ người khác thì đúng, phải không? Bây giờ nếu mà vô á, không nói cái bây giờ anh vô Phật gia rồi anh cứ mê cứ ngồi tụng hoài, nhưng mà anh tụng cho anh nghe thì không được, anh tụng cho người khác nghe thì được. Có nghĩa là anh dụ người ta đó, có nghĩa là người ta nghe được cái những cái câu kệ câu kinh này, nó nghe nó lâm ly bi đát, tự nhiên người ta nhào vô là mình có công đức. Mình tụng cái này mình tụng để độ người ta khác, còn mình tụng để mình đi khoe người ta nó khác. Mà mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Bây giờ nếu mới vô thì ta phải nói rồi, thí dụ mới vô học chữ thì bây giờ con phải viết theo cái hàng. Con viết rành thì đâu cần cái hàng, nhưng mà con vẫn viết đúng. Thấy không? Thì người ta nói là khi con viết rành con không hàng gạch, không cần cái hàng gạch. Thì đã viết được, viết mà nó ngay rồi cần cái hàng gạch chi? Hàng gạch ta dùng cho người mới. Còn xong rồi thì mình bỏ cái này, nhưng mà cũng không quên rằng mục đích của mình tu Thiền Tông để cái gì? Mục đích tu Thiền Tông để là gì? Tìm công đức. Bằng phương tiện gì tạo được công đức là thôi. Chứ đừng có chấp. Cái câu hỏi này gọi là câu kiến chấp. Nó sai. Cái câu hỏi này nó làm cho đảo lộn cái sự hiểu biết của mình. Có nghĩa là mình không tin cái Thiền Tông. Nên nhớ rằng những câu hỏi kiến chấp đừng nên hỏi. Nó phá vỡ tất cả những cái chuyện gì ngày trước. Những câu hỏi này mình có công đức hoàn toàn nó bị xóa liền tại chỗ. Phải không? Mình phải hiểu cái thế giới vật lý này nó cực kỳ khó chứ không phải dễ đâu. Chứ không phải là thường thường mấy cái chùa vật lý dễ lắm. Thiền Tông phải từ câu, từ nói, từ lời. Chứ đừng có kiến chấp. Thiền Tông vô bỏ chứ kiến chấp đi. Hỏi thì hỏi để cầu tiến. Đừng có hỏi để phá. Câu này là hỏi câu phá. Thì nó sẽ phá hoại cái sự tu tập của mình. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp theo. Thầy cho con hỏi, hoa tiêu là ánh sáng của điện từ quang phải không ạ? Bây giờ cái điện từ âm dương này nè, thì giống như cái ly nước, nước trong mà có nước đục trong đó. Một vị Phật mới lấy được cái nước trong để mà sử dụng thôi. Thì tất nhiên là cái điện từ dương, rọc cái điện từ dương chính là cái điện từ quang đó. Mà làm sao làm cái được này? Âm dương là nó quay, nó trở thành âm dương mà nó tách ra, thì cái điện âm và cái điện dương nó sáng. Chữ sáng là quang, chữ dương mà nó sáng gọi là quang. Còn cái dương mà nó pha lẫn để cái âm thì nó không có quang được. Nó trở thành điện từ dương, có âm trong đó gọi là điện từ dương. Bởi vì một vị Phật mới lấy được cái điện từ
âm dương, lấy cái điện từ dương không mới lọc trở thành là một cái điện từ quang. Vì thế mà trong kinh thường thường họ nói là cái con ngỗng chúa uống nước mà nó lấy sữa mà không lấy uống nước. Đây là ý này nè, chứ không có, con cổng nào mà uống cái gì, cái sữa mà là, lấy sữa mà bỏ nước được, không có đâu. Cái đây là cái thí dụ của một vị toàn năng toàn giác làm cái chuyện này thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, hoa tiêu mang ý nghĩa như thế nào với Thiền Tông vậy ạ? À? Hoa tiêu là cái hoa tiêu nó dẫn mình đi thôi. Giống như bây giờ có ai có coi trong cái chuyện Tây Du Ký á, Tề Thiên nó làm hoặc là con ma gì nó làm cái hoa tiêu nó dẫn đi á. Đó, cái hoa tiêu là cái ánh sáng của điện từ nó dẫn đi thôi. Mà nếu mà bởi vậy nó dẫn đi cái ánh sáng mà nó không có sáng thì nó là điện từ âm dương, còn nó sáng không nó là điện từ dương. Điện từ dương gọi là điện từ quang. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa thầy, hoa tiêu có phải là hoa thiền không ạ? À? Hoa thiền là khác hoa tiêu dẫn đi. Còn hoa thiền là nói gì cái hoa sen. Hoa sen kiểm thiền gọi là hoa thiền. Cái hoa ngộ được thiền tông gọi là hoa thiền. Rồi con hỏi tiếp. Giáo lý có 40 phần tuyệt mật, còn lại có phải là một không ạ? À? 100%, bây giờ 100% ta đã nói ra 60%, còn 40% chưa nói ra, gọi là tuyệt mật của giáo lý. Nó có nghĩa là cái gì chưa công bố gọi là mật, còn công bố ra gọi là không còn mật nữa, có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp. Phật tử Bảo Long ở Đà Nẵng có hỏi câu hỏi như sau. Trong Phật giới như vậy, bình đẳng như vậy, tại sao lại còn ham muốn để có hình tướng to? Hình tướng to để làm gì mà phải vào đây chịu biết bao khốn khổ như vậy? Phải chăng có một mối nguy hiểm nào ngoài Phật giới cho nên các tánh Phật mới ham muốn kim thân Phật to để có nhiều quyền năng hơn, phải không thưa thầy? Bây giờ ở trong cái Phật giới là cái tánh Phật là cái gì? Tánh Phật chỉ là một nguyên tử sáng thôi. Một nguyên tử sáng không làm được cái gì hết. Mà cái ông mang kim thần Phật á, ổng đi đâu đâu ổng đi. Còn cái thần nguyên tử này ổng đi được. Nó đi cà rề thôi, nó hoàn toàn không đi được. Vì thế nó phải có một cái kim thân Phật để nó đi. Nó đi từ tiểu thiên, trung thiên, đại thiên, thế giới rồi đi khắp càn khôn vũ trụ. Vì cái ham muốn này nè, tánh Phật nó cũng ham muốn vậy. Thì bây giờ muốn trở thành một kim thân Phật vậy, vô trong này, trong thế giới vật lý này nè, mới tạo công đức đem về, mới xây được cái nhà pháp thân. Thì ổng mới vào vô, thì nghe nó đúng rồi đó. Thì giống như bây giờ mình có một đứa con đi, mới đẻ ra, nuôi cho nó ngon lành đó. Nó không chịu ở, nó rồi ra ngoài đó. Cha mẹ nó vô khổ, đừng có đi ra ngoài, khổ lắm con ở nhà, nó không chịu. Nó làm gì khổ, bởi vì ở nhà nuôi nó quen rồi. Bắt đầu ra đường, nó sẽ thấy tạo bắt đầu, bởi vì con người ta lớn rồi tạo, kêu bằng tạo cái số tiền nó rất cực. Cha mẹ cho ăn thì rất sướng nha, mà tới học đi ra rồi mới thấy khổ chỗ này. Vì thế mà ở tánh Phật, vẫn nói là một giấy là một cái kim thân Phật, vẫn nói mà tánh Phật vô trong này nó cực khổ lắm. Nó cãi liền, làm gì trong này làm gì dữ vậy. Thì mới nhào vô mới dính. Nhưng mà nó nhào vô thì tại nó vậy, nhào vô rồi mới vô một cái tử cung người mẹ, rồi nó quên hết cái kia. Rồi bắt đầu cái tánh người, cái thân người nó mới mọc ra 16 cái nhánh tánh. Nó vô nó chết vì cái 16 tánh này, nó không biết được. Bây giờ đó, Thiền Tông ra đời tôi chỉ từ ly từ tí, mà còn chửi đó. Mà mấy cái ông lường gạt đó là khoái. Lại thầy đi, thầy ban phước rồi, đưa bao nhiêu tiền cũng lại. Nó khổ là khổ vậy, bây giờ nó không hiểu. Thì bây giờ Thiền Tông ra đời để chuyển hóa lại, nói từ ly từ tí để cho biết. Vì thế mà vô Thiền Tông là, bởi vì tại sao vô Thiền Tông có nhiều người mới vô, họ thích ham lắm, nhưng mà vô càng sâu họ còn chết. Không hiểu là chết được. Thế giới vật lý mà nó không hiểu được đâu.
Mình tưởng là ban đầu mình đi bộ á, có té thì mình ngồi dậy đi xe gắn máy, té cái gãy giò không sao, lên máy bay té một cái rồi sao, rớt một cái là chết liền chứ đừng có nói. Vô Thiền Tông là cái đẳng cấp rất cao, vì thế mà Đức Phật không dám dạy cái thời tuổi của Đức Phật, vì thời buổi Đức Phật là thời kỳ đồ đồng, cái trí con người nó còn mê tín lắm, nó còn tin những cái chuyện này chuyện kia. Bởi vì trong tất cả quyển sách không có quyển sách nào dám trình bày là ngũ thú tập cư, mà chỉ có Thiền Tông nó mới dám nói này, mà nó trình bày ở cái quyển số 10 ấy. Mấy đằng trước không dám nói cái này ra, vì người ta làm ở chỗ này, vì thế mấy người thấy dễ quá nhào vô là chết. Mà bây giờ thì thôi, tôi phân tích vậy rồi ai nghe không nghe thôi, chứ đừng ấy đủ có chết ráng chịu. Bởi vì ông Phật ông khuyên là chớ đừng có tu Thiền Tông. Nói một vị Phật nói ra sáu pháp môn tu cho biết vậy rồi, muốn tu gì tu, nhưng mà khuyên là Thiền Tông đừng nên tu. Cái đừng nên tu là có hai cái ý nghĩa chứ không phải là một. Rồi con hỏi tiếp đi. Mời tổ kỹ thuật kết nối còn truyền hình ạ. Kính thưa soạn giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. Thưa bác, tạo công đức như thế nào để có công đức trong sáng ạ? Mình tạo, mình đừng có chấp thì nó trong sáng, mình đừng có mến mung thì nó trong sáng, mình đừng có cố tạo là mình trong sáng, gọi là bình thường, tạo công đức bình thường là đúng. Có vậy tao chỉ áp dụng chứ bình thường, đừng có cái gì hết, đừng có tham vọng bất cứ gì, đừng có mến mung cái gì hết. À, là nó là trong sáng. Rồi con hỏi tiếp đi. Tiếp theo, một người tạo công đức trong sáng với ham muốn mãnh liệt để được về Phật giới thì công đức đó sẽ không bị vị thần bôi đen, kể cả khi người đó còn trẻ, có đúng không? Xin bác giải thích cho chúng con rõ ạ. Chứ trong sáng là mình tạo cách bình thường gọi là trong sáng, còn cái ham muốn mãnh liệt là mà gọi là ham muốn kiên cố đi về. Duy nhất tôi đời này tôi chỉ về, không đi ghé đâu hết, không có ghé nơi nào chơi hết, về mục đích tôi là bắt buộc tôi phải về quê, không có đi ghé đâu chơi hết, không có ghé cái chỗ này chỗ kia, là ham muốn mãnh liệt ở chỗ đó. Một đường thẳng về Phật giới mà thôi. Vì thế mà trong đạo Phật có đây, một bước sẽ đến đất Như Lai, chứ không bước cái thứ hai mà đi vào tam giới. Trong đạo Phật có thường ở đây, một bước đến đất Như Lai, không bước thứ hai vào tam giới. Vô tam giới biết chừng nào ra? Vô tam giới một cái Thiền Tông nó quay qua rồi thì sao có trở lại làm người, đâu có biết được. Đâu có biết là cái Thiền Tông này nó công bố ra, mà trong bố ra có thời gian dài lắm là 100 năm, còn ngắn nhất thì nó thời gian ngắn hơn. Mà ngắn, thời gian ngắn và dài này nó tùy thuộc vào cái quyển giáo lý đạo Phật. Thời gian ngắn và dài là nó tùy thuộc vào cái quyển giáo lý đạo Phật. Rồi, con hỏi tiếp đi. Nếu người nào tạo công đức mà chấp ngã vụ lợi thì có thể bị thực thi nhân quả sớm. Thưa bác, chúng con chưa hiểu ý này, xin bác giải thích rõ cho chúng con hiểu ạ. Cái thực thi nhân quả đó là quan trọng lắm, người ta mới thực thi sớm thôi, còn bằng không thì đúng luật. Thấy không? Bằng thi mà cái mà vô Thiền Tông này là mà anh làm cái gì nó vi phạm nặng quá thì thần sẽ thực thi nhân quả sớm thôi. Còn mà bình thường hoặc là vi phạm một phần không đáng kể thì vẫn cái tuổi thọ mình vẫn đúng, trừ trường hợp mình vi phạm quá nặng. Mà thứ nhất vi phạm dòng trong cái giáo lý, coi chừng cái giáo lý á, dính vô cái giáo lý này coi chừng, thực thi nhân quả tức khắc liền.
tùy theo cái sức nặng sức nhẹ của mình. Rồi, hỏi tiếp đi. Tiếp theo là trường hợp có ham muốn mãnh liệt trở về Phật giới nhưng gặp Thiền Tông quá muộn, nếu họ tạo được pháp trần đường về Phật giới thì họ có được vị Phật đón về không ạ? Vì con nghe bác giải đáp là nếu người nào có ham muốn giải thoát là người đó đã có công đức sẵn rồi. Bây giờ đó, tất cả những người mà vô được cái Thiền Tông là anh đã có công đức rồi, hoặc là được A Di Đà thọ ký hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh rồi. Còn người bình thường hoàn toàn vô cửa không được luôn, chứ đừng nói ngồi nghe. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này, chứ đừng nói nó muốn vô Thiền Tông mà vô dễ đâu. Bây giờ suy nghĩ nè, Thiền Tông hiện giờ nó nói mà bà tại sao mà 10 người nghe 9 người chửi? Cô suy nghĩ đi. 10 người nghe mà bà người ta nói bằng thực tế khoa học, chứ không phải người ta nói cái mà dụ ai, ta không lấy tiền ai mà tại sao chửi? Mà những cái người á mà ưa dụ lừa mà lại nghe, tại vì họ âm nó cái tần số nó ngang thì bắt buộc nó phải đi theo cái quy luật vật lý của nó, âm thì phải chịu. Giống như mà cái cục đá quăng xuống sông không cái nào nổi, chỉ có bong bóng quăng xuống sông nó mới nổi thôi. Đó, mình phải hiểu cái này, thế giới này nó vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Tiếp theo là 40% còn lại của giáo lý chưa được công bố. Thầy cho con hỏi, 40% còn lại có nói về càn khôn vũ trụ, Phật giới, tam giới hay có nói thêm về giải thoát nữa không ạ? 60% là nó nói con đường từ thế giới này đi về Phật giới. Còn 40% nó nói khác, nói về cái tổ chức và cái sinh diệt và các sinh hoạt ở trái đất này, là nó nói về 40%. Nó không còn lặp lại những cái trước nữa, nghe không? Mà mình phải hiểu vậy, đã nói rồi thôi, giống như lớp tiểu học dạy rồi, không lẽ đem lên trung học dạy? Dạy đâu một lần thôi chứ, cộng trừ nhân chia thì ở lớp mà tới lớp 5 rồi thôi, rồi lên lớp 6 rồi khác, bắt đầu học phân số. Chứ giờ không lẽ đem 1, 1, 2 lên dạy tiếp trung học? Phải hiểu vậy đó, cái nào nó sẽ ra cái nấy, ta gọi là nâng từ phần. Đạo Phật nó chia ra nhiều phần, mà cái Thiền Tông gọi là nó là kết thúc của một cái cuộc, cái tôn giáo mà do một vị Phật lập ra. Năm pháp môn đầu là vật lý, sau pháp môn thứ sáu là phi vật lý, thoát ra ngoài quy luật vật lý là cái chỗ này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Tiếp theo, tại sao vị thần bằng điện từ âm dương, trung ấm thân cũng bằng điện từ âm dương, mà vị thần lại nắm trung ấm thân của mình được ạ? Bây giờ nè, nói cho con nghe nè, con là con người, con mang cái áo cảnh sát gì sao? Làm việc theo cảnh sát, cũng con người. Một con người mà mang cái áo của anh nông phu sao? Thì anh phải làm việc theo nông phu. Tại sao cái nghiệp của mình, ổng cái nghiệp làm thần là phải làm theo cái nghiệp của ổng. Nghiệp thánh sẽ làm theo là thánh, mà nghiệp gì làm theo nghiệp nấy. Nghiệp trời phải làm theo nghiệp trời. Trong thế gian này, chữ nghiệp bao hết từ cõi trời vô sắc đến 18 tầng địa ngục, không có nào thoát ra chữ nghiệp. Duy nhất chỉ có công đức đi ra ngoài nghiệp. Trong thế giới vật lý này gọi là nghiệp, ở đây thế giới này gọi là nghiệp. Nghiệp làm trời, nghiệp làm thần, nghiệp làm người, nghiệp làm ngạ quỷ, nghiệp làm súc sanh, vân vân và vân vân. Không ai thoát được cái quy luật này, gọi là thế giới vật lý, nó là vậy. Rồi, con hỏi tiếp đi. Tiếp theo, trong bát chánh đạo, Đức Phật dạy điều gì cũng là để thanh tịnh. Vậy đó có phải là để giúp con người nhận ra tánh Phật của chính mình không ạ? Bát chánh đạo là 8 con đường đi.
đường nào cũng thanh tịnh hết. Anh muốn đi con đường làm ngạ quỷ cũng được nữa, nhưng mà anh phải thanh tịnh anh mới thấy nó, rồi mới đi vô chơi với nó. Muốn lên đường trời cũng vậy, anh phải thanh tịnh tưởng cái trời thì ta sẽ cái trời nó hiện ra. Bát chánh đạo là 8 con đường đi luân hồi 7 con và con đường về Phật giới, cái nào cũng chánh hết. Về Phật giới cũng chánh, mà làm trời cũng chánh, làm thần cũng chánh, làm tiên cũng chánh, gọi là chánh con đường. Giống như ở thế gian này nó có 8 con đường đi, đường đi miền Tây, miền Bắc, ra biển, lên núi cũng đi, đường nào cũng chánh. Anh muốn lên núi thì em đi lên con đường lên núi là được, là chánh. Chữ chánh này là chánh con đường đi về cái mục đích của mình muốn, gọi là bát chánh đạo. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo, trường hợp công đức ít nhưng nhìn thấy hoa tiêu thì trung ấm thân phải 8 giờ mới thức dậy. Nếu trong thời gian này người nhà không biết mà làm lễ khâm liệm thì có ảnh hưởng gì đến sự sáng suốt của trung ấm thân, và có ảnh hưởng gì đến pháp trần của người đó chảy ra không ạ? Mình vừa mất có cái công đức á, 5 giây đi mất rồi, đi về Phật giới rồi, đi ra khỏi trái đất này rồi. Ở đây người nhà muốn làm gì làm, muốn cúng làm gì làm, một trâu làm bò làm việc kiện của người ta. Cái người đó nó không ảnh hưởng. Chỉ trừ làm trâu, làm bò, làm heo, làm chó là do ở trong dòng tộc mất kẹt ở chỗ đó thôi. Còn nếu giảng sanh lên trời cũng không ăn thua gì, 5 phút đi. Còn xuống địa ngục rồi, nó đá, vừa thấy lăn ra, nó đá dần với, rồi đi ở đây muốn cúng gì cúng. Tội nghiệp là tội nghiệp cho cái người ở làm hương linh, ở trong dòng tộc ăn cái này nè, rồi cái nghiệp chồng thêm nghiệp chỗ này, thấy không? Chứ còn nếu mà đã, còn thí dụ bây giờ mình làm chết làm súc sanh đi, vừa đã 3 ngày trước thấy rồi, thì vừa chết rồi thì ông thần quăng mình vô đó rồi, vô đó không phải đầu thai liền con heo con bò đâu, vô trong cái thế giới đó nó làm trung ấm thân của cái loài súc sanh. Rồi đợi khi nào mà có súc sanh nào sanh ra thì ông thần mới đẩy vô, chứ không phải nó muốn làm cái loài súc sanh vô làm súc sanh liền cũng có, cũng phải đợi. Lên loài trời cũng đợi, mà tiên cũng đợi, vô loài người cũng vậy. Rồi người anh phải có cái nhân quả rồi người ta mới đẩy anh vô, chứ không phải em phải lãng vãng hoài đó. Để khi nào có cái duyên nghiệp của mình thì ông thần mới thực thi nhân quả bằng cách đẩy mình vào cái tử cung người mẹ. Có cái nghiệp mới được, chứ không phải không nghiệp mà vô đó, không có nghiệp vô đó là làm sao? Vô làm con cha mẹ thì phải trả nhân quả cho cha mẹ, hoặc đòi ông bà tiền. Hồi đó ông bà ông thiếu tôi nhiều, bây giờ ông nuôi cho tôi đủ rồi, là xong. Chứ hồi xưa mà thiếu quả ổng bả thì giờ tôi vô đây tôi trả không á. Nhưng mà sự thật không ai hiểu. Tại sao có nhiều người con cha mẹ nuôi, có nhiều người con nuôi cha mẹ. Nó phải có cái nghiệp, vì do cái nghiệp của mình. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là thưa bác, những trường hợp công đức bị bôi đen nhưng khi mất họ tạo được pháp trần đường về Phật giới thì họ có về được Phật giới không ạ? Không. Có nghĩa là anh có pháp trần, đồng thời anh phải có mở con mắt sáng ra mới được. Có công đức mở con mắt sáng. Anh có pháp trần mà con mắt anh tối thùi, làm sao thấy đường đi. Giống như anh có tiền mà anh không thấy đường anh đi làm sao? Chữ pháp trần giống như là anh có cái lực sáng là để phá cái âm của mấy ông cô hồn, chứ không có gì đợi á. Bởi vì ông thần ông thả ra rồi cô hồn tức là thánh đó, là dụ mình 3 lần, thấy không? Thánh nhỏ rồi thánh trung rồi thánh lớn giúp dự qua ba cái thử thách này mình mới thoát ra được. Nó hiểu vậy. Còn cái pháp trần á là mấy ông thánh kia không lại giờ không dụ mình được. Thấy hết hồn rồi. Mấy ông thánh là gì? Là âm mà thấy ánh sáng dương nó chịu không nổi. Ánh sáng kêu bằng hào quang nó chịu không nổi. Nó lại gần vậy thôi.
Rồi, con hỏi tiếp đi. Tiếp theo là thưa bác, muốn hồi hướng công đức cho người quá cố phải đảm bảo ba điều kiện. Người quá cố trước khi chết có ham muốn về Phật giới. Hai, tiền tài để làm công đức và là của người quá cố để lại. Ba, người làm công đức cho người quá cố phải hoàn toàn trong sáng. Đủ ba điều kiện như vậy thì người quá cố dù đang luân hồi ở đâu cũng nhận được rất nhanh trở lại làm người để tu giải thoát tiếp. Con hiểu như vậy có đúng không? Xin bác giải thích cho chúng con hiểu ạ. Bây giờ nè, cái người mà quá cố người ta có để là cái tài sản đó, nhưng mà ổng có muốn về không? Ổng bả có muốn về giải thoát không? Thì hồi hướng mới được, còn không chịu. Ổng để lại mà không chịu này, đừng có hồi hướng mất công lắm. Có nghĩa là đồng ý thì mình làm cái này thì nó mới cảm thông được. Thấy không? Thì cái lực dương nó mới cảm thông được. Còn nếu ổng không muốn thì thôi. Còn mà bây giờ á, ổng mà đi rồi, ổng muốn về Phật giới mà ổng có để lại cái gì mà tạo công đức cho ổng thì kiểu như không. Hai cái này nó không thua gì hết. Bắt buộc phải là đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu mới tạo được cái công đức. Có nghĩa là ổng muốn, ổng có tài sản để lại, người nhà biết tạo được, ổng ở đâu thì công đức vào. Thí dụ ổng có loài súc sanh thì ổng tự nhiên ổng sáng lên thì cái loài súc sanh nó sẽ chết. Là vì thần thực thi nhân quả, cái loài này anh không có sáng ổng không để được. Cái đẳng cấp anh mà sáng anh phải trở lại làm người đi, rồi đi luân hồi tiếp. Vì thế mà tại sao mà có nhiều con thú nó ra đời nó chết sớm rồi chết muộn là cái chỗ này. Nó mình phải hiểu chứ được, đâu phải là cái gì cũng hồi hướng công đức được. Không phải người ta muốn nhưng mà ta có để tài sản lại, còn người ta không muốn để tài sản cũng không ăn thua gì hết. Đừng ở làm chiêu nó mất công rồi tốn tiền tốn thời gian. Bởi vì trước khi mất thì người đó đồng ý cái này thì bà cố gắng giúp người ta, nghe không? Còn không đồng ý thôi. Đã cái mà người ta không đồng ý rồi nghe không? Mà đưa ra cái này vô người ta chịu không nổi. Bây giờ để ý nè, trong gia đình mà có cái người nào á mà không chịu cái này, mở cái máy này nó chửi liền à. Nó chịu không nổi. Không phải người ta ghét mình mà tự nhiên nó bực tức sao nó chịu không được. Nó do cái lực âm nó phá cái dương chứ không gì rồi. Cái dương nó đè cái âm chạy rồi nó sanh ra cái chuyện này. Chứ không phải là người ta, ai là không muốn. Bây giờ nè, thí dụ cái người đó là muốn tu giác ngộ giải thoát để mới đến chùa. Mà nói tới giác ngộ thoát nó không chịu. Là vì tại nó âm thì nó phải lại lục cầu sinh. Nó âm thì nó theo làm cái. Bởi vì tôi nói là 10 cái đẳng cấp của một con người, đẳng cấp nào mới tu giải thoát được, còn đẳng cấp nào không tu giải thoát được. Ta đã nói rất rõ rồi. Bây giờ giống như anh mà anh học cái lớp 5 mà anh biểu lên làm việc của cái người lớp 12 làm sao nó làm được. Bởi cái đẳng cấp nó vậy thôi. Mình đưa cái năng lực học ra để mình nói rằng anh phải được, anh phải tương đương với cái sự học của anh thì anh mới làm việc đúng theo lực học của anh được. Rồi, hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Vị thánh làm hoa tiêu thử 3 lần. Vậy khi mình được thả ra rồi, thấy 3 lần hoa tiêu đầu tiên mình không đi, đến lần thứ 4 thì có phải chắc chắn là hoa tiêu của Phật nên mình đi theo mà không cần thử có được không ạ? Bây giờ 3 lần thôi, lần thứ 4 là thiệt rồi đó, chứ không có thử đâu, phải luật của nó là vậy. Chứ không phải qua lần thứ 4 là phải đi, cái ngồi đó ổng nói chắc này nó ở lại thôi, bắt đầu khóa là cho mình rút lui là. Có nghĩa là qua tiêu thử 3 lần, ông thánh thử 3 lần thôi, nguyên tắc là như vậy thôi. Giống như cái cửa của cái một cái thành hoàng thành ngày xưa, anh phải qua 3 cái lớp cửa mà qua rồi thôi, chứ còn ở đó thử gì nữa. Bởi vì tôi nói cái đường về Phật giới phải học cho thuộc cái đường về học Phật giới này. Cái nào diệt, cái nào giả là phải học cho thuộc cái vụ này. Chứ đừng tới hồi thiệt không chịu,
xe tới hồi rước rồi mà không chịu lên nữa là sao, nó chạy mất rồi sao, nó đâu còn thử mình nữa đâu. Thứ tư không đi là bỏ luôn á, rồi trở lại rồi máy bay nó bay xong rồi thôi, không có chuyện mà máy bay thứ năm trở lại rước mình đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, chung ấm thân được hoa tiêu của Phật dẫn đi, thì thời gian bao lâu không còn nhìn thấy núi non, sông hồ nữa ạ? Để khi quá thời gian đó mà con vẫn nhìn thấy núi non, sông hồ thì con biết là nhầm và dừng lại cho kịp ạ. Bây giờ nè, con nhớ là mình, con suy nghĩ vậy nè. Con mà bay vòng theo trái đất á, lúc nào con cũng thấy núi. Mà con bay thẳng giọt ra, làm sao thấy núi nữa. Còn cái thời gian đi nhanh, đi chậm là do mình. Có nghĩa là trong vòng mình đi cả tiếng đồng hồ mà nó vẫn còn thấy núi non là tật rồi đó. Còn mà mới đi có 5 giây mà mất thấy hết. Mất lúc đó là mình biết chứ sao không biết, mình con mắt trung thông mở ra rồi. Mình thấy là mình đi nó càng cái núi nó còn nó càng xa mình, còn này mình đi thấy hết núi này, thấy núi kia là chết rồi, đi vòng tròn rồi. À, mình phải hiểu vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, lửa tam muội thiêu đốt tất cả những gì ở thế gian này, vậy nhiệt hầm ở hầm 10 tỷ năm thế nào mà chung ấm thân sống được ạ? Cuộc sống của chung ấm thân ở đấy ra sao ạ? Cái lửa mà ở trong giữa lòng đất nó không phải lửa tam muội, mà cái lửa mặt trời mới gọi là lửa tam muội. Còn lửa trong nền đất là cái lửa đất nước do lửa bình thường thôi. Để cấu tạo một địa cầu phải là đất nước do lửa bình thường ở trong cái địa cầu nó phát ra, nó là cái lửa bình thường, giống như mình ở đây lửa đây gọi là lửa, đó gọi là lửa vật lý. Còn cái lửa tam muội là nó chỉ là cái lửa mặt trời, thấy không? Vì thế mà các hành trái đất của mình nó cách là trái đất, là cái lớp đất thứ hai từ mặt trời. Còn cái đất mà nó gần nhất cái đó nó gọi là hành tinh chết, vô đó không sự sống nổi. Mình đây sống được là nhờ ozone bảo vệ, còn nếu không nhờ ozone bảo vệ nó đốt hết. Mình sống ở đây thì nhờ cái tầng ozone nó bảo vệ mình, giống như cái nhà nó che, nhà kiến nó che mình vậy đó. Giống như mình đi máy bay thì cái kiến á, nó bảo vệ mình, thấy không? Còn những cái mà khoa học nó phát minh ra là kêu bằng hành tinh màu đỏ màu gì đó, là nó nằm gần mặt trời nó bị đốt, ha, nó chỉ đốt là sinh vật không sống nổi đó. Thì là thành ra nói là sau thứ nhất là sau quả nó nằm ở gần cái mặt trời, không có vật gì đóng thành cái trái đất nó đỏ tươi luôn. Rồi đây khoa học đi hô lên sau quả nó sống thì ông mới lên nó sống đi. Mẹ đây lên qua sa mạc Sahara ông sống không nổi mà về đặt lên sao quả sống. Khoa học nó lừa mình chơi cho vui thôi, chứ có con trai nào khùng mà trèo đến không? Đây nè, lên băng mây thuộc được, không cần nói, lên băng mây thuộc mà lên tốt, khỉ ho cò gái ai cho đất ông á lên ở được không? Thấy không? Bởi vì khoa học nó chuyện dở, tất cả những cái hành tinh mà nó chết thì nó phải nằm gần mặt trời, còn mình là nằm trung bình, nhưng mà nhờ cái từng ozone bảo vệ. Vì thế á, mà khi mà cái trái đất mình nó quay vào cái trung tâm vận hành luân hồi thì tính là cái mặt trời nó chiếu thẳng vô rồi, nó không có ai bảo vệ, thành vô không được. Vô không được mà ra cũng không được, vô thì phải có trái đất che, ra cũng phải trái đất che mới ra được. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, chung ấm thân ở hầm 10 tỷ năm khi trả hết nghiệp trở về loài người, quá trình đó diễn ra như thế nào? Và con người được chung ấm thân này nhập thai thì có hình dáng và trí tuệ ra sao ạ? Vô hầm 10 tỷ năm không có sanh đẻ gì, không có cái gì đó, cứ vô đó ở hoài cho trái đất bể ra. 10 tỷ năm trái đất bể ra. Vô đó là hoàn toàn chịu nghiệp thôi, chịu cái sức, tại vì cái sức chống đối thiền tông vô đó ở thôi. Chứ không có nghiệp gì trong đó, có nghiệp gì đó. Anh tại anh thích vô cái chỗ đó thì anh qua tầng địa ngục nó mở nắp cho anh đi ra cái hầm 10 tỷ năm, mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là hầm lửa lớn. Nói đúng ra cái hầm này đó, nếu mà nói danh từ hầm lửa lớn nó cũng sai.
hầm kế lửa lớn, cái hầm kế cái khối lửa lớn đó, nó kế thật, bởi nó còn phải có một cái trận của cái lửa, nó cũng còn cái cách, cũng còn cái cách nhiệt. Còn mình ở đây sống trên cái đất này thì nó phải qua cái đất cách nhiệt lốt, chứ nếu mà mình không có cái đất cách nhiệt này thì trái đất này không tạo nhân quả được, nó đốt hết luôn nhờ cái đất cách nhiệt này. Giống như mình bên kia, bên ngoài vách nó có cái hầm lửa đi, mà bên đây mình nhờ được những cái tấm vách đó, nó ngăn. Cho nên không có vách thì mình chịu cũng không nổi. Thế là tổ chức của thế giới vật lý nó là vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo, thầy có giải đáp, tu thiền tông kỵ nhất là sát sanh. Nhà con có nhiều gián, kiến, mối và con hay giết chúng. Con làm như vậy có phạm vào nghiệp sát sanh không ạ? Là thế giới quy luật vật lý tự nhiên vậy. Anh làm con vi trùng, con kiến, tôi đi tôi đạp anh, cái đó là đúng quy luật của nó, không có sát sanh gì trơn. Kể cả bây giờ nói nếu sát sanh thì mà ông Trần Văn Tông sao giết quân Nguyên Mông được? Cái tại anh xâm lăng tôi đánh thôi. Bây giờ nè, đạo Phật Thiền Tông mới thấy rõ nè, nếu mà anh là một con người công dân, anh phải bảo vệ tổ quốc anh, ai xâm lấn anh giết, chứ không phải là anh bảo vệ anh ngồi để anh gõ mỏ để cho nó chạy ra, không có chuyện đó đâu. Bắt buộc anh phải bảo vệ tổ quốc anh bằng quân sự. Còn chuyện về Phật giới nó khác. Vì thế mà Đức Phật có nói là một tay đồ tể buông đao tu thành Phật. Chứ nếu mà kêu tay đồ tể mà không thành Phật được sao? Vẫn thành Phật được. Dưới này anh phải buông đao rồi anh biết tu. Tu mà tu theo Thiền Tông mới thành Phật. Chứ tu theo mấy kia là thí dụ tu tiểu thừa là thành A-la-hán thôi. Thấy không? Chứ đâu phải mà cái nào cũng tu thành Phật hết đâu. Tu nó có 6 đường luân hồi và con đường thành Phật. Nó phải hiểu cái thế giới vật lý này. Ông Phật đã quy định rất rõ ràng. Mà ông quy định bằng cách khoa học chứ không phải là nói bừa. Không phải nói nó mơ hồ. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Thưa Thầy, trong sách có nói đến bị kinh chuyển và chuyển kinh là thế nào ạ? Xin Thầy giải thích rõ cho chúng con ạ. Kinh chuyển là mình đọc kinh rồi mình theo kinh. Rồi mình chuyển kinh rồi mình đọc rồi mình giải mã được cái kinh nói cái gì. Nghĩa là tôi đọc cái kinh tôi moi được cái ruột của kinh này nè. Là gọi là mình chuyển kinh. Còn mình tu đọc nghe kinh hay quá, nghe kinh lại mình cũng lại là kinh nó kéo mình, là kinh nó kéo mình đi, gọi là kinh chuyển. Còn mình chuyển kinh là mình giải mã được những gì kinh nói, thấy không? Rồi là chuyển kinh. Rồi câu hỏi tiếp. Câu tiếp theo, kinh vô tự có phải nằm ở bên Phật giới, còn nền văn minh không gian là nằm ở bên tam giới không ạ? Kinh vô tự phải hiểu này nè, kinh hữu tự là viết bằng giấy trắng mực đen hình chữ đàng hoàng. Còn kinh vô tự cũng viết bằng giấy trắng mực đen nhưng mà viết bằng chữ điện tử. Mà bây giờ khoa học chứng minh rằng hiện giờ đa số người ta viết bằng chữ điện tử là kinh vô tự. Chứ điện, thấy không? Mà kinh vô tự này muốn lấy ra thì phải có công thức lấy. Giống như mình ở đây hiện giờ mấy anh mà đánh laptop á, đánh vi tính á, anh muốn lấy kinh vô tự phải anh biết cách lấy ha. Anh đánh hồi đầu bây giờ nó rất hay, ví dụ là đánh chữ đen đi, anh muốn chữ màu kéo nó ra màu, chữ đỏ ra màu, mất chữ kéo mất chữ, mất chữ chính là kinh vô tự đó. Và khoa học đã chứng minh được ra cái thần này, thấy không? Nhưng mà tới người ta đưa cái tờ giấy trắng không có chữ nào hết rồi, đây là kinh nè, thì cái người không biết tên là ông khùng mà. Có chữ nào đâu kinh, thấy không? Mà chỉ cần kéo qua một cái nó hiện ra đó. Bây giờ bởi kinh vô tự là chỗ này, vì thế mà nó bí mật truyền theo dòng thông Thiền Tông, để từ Thái tử Tất Đạt Đa mà truyền lại cho Thiền sư Ni Đức Thảo,
duy nhất chỉ hai người này biết cách, một người chỉ và một người mở khóa thôi. Vì kinh Vô Tự duy nhất chỉ viết ở đâu? Viết bằng giáo lý đạo Phật Thiền Tông. Thế gian này chỉ duy nhất là giáo lý đạo Phật Thiền Tông mới viết bằng kinh Vô Tự. Còn kinh Hữu Tự là viết kinh luật luận lễ nghi. Đó là kinh Hữu Tự. Kinh Vô Tự là viết giáo, duy nhất là viết giáo lý đạo Phật Thiền Tông. Giáo lý đạo Phật Tiểu Thừa viết bằng kinh Hữu Tự luôn. Nhưng mà tại tới bây giờ tôi thì không biết có nơi nào xuất bản chưa. Nhưng mà nguyên tắc một pháp môn tu đều có một quyển giáo lý kèm theo. Nhưng mà bây giờ không biết, lâu quá rồi không biết rồi, mấy ông thầy ông giấu hết làm sao tôi không biết, giờ tôi chưa thấy ra. Chứ nguyên tắc một pháp môn tu phải có một quyển, quyển giáo lý nè, rồi giáo lễ nè, rồi giáo luật nè, rồi giáo kinh, nó mới đúng thành một pháp môn. Mà bây giờ tôi thấy không có chùa nào áp dụng cái này. Mà tôi thấy là, mà trong đó đó, trong cái quyển đó đó, nói là anh tu cái gì anh phải ghi cho rõ ràng, chứ đừng có vập mờ. Đạo của Như Lai là đạo thực tế và khoa học. Tám con đường luân hồi, bảy con đường luân hồi và con đường về Phật giới là bắt chánh đạo. Tu phải gì phải cho rõ ràng. Nó đừng có lừa người, ổng nói vậy nhưng mà giờ cái đó tôi chỉ đây phổ biến vậy thôi chứ còn ai làm gì làm. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo, tại sao con người dù có văn minh tới cỡ nào cũng không lấy hết được 100% nền văn minh không gian ạ? Bây giờ căn cứ vào cái chuyện này nè, con suy nghĩ đi. Ở trái đất này bao nhiêu loại giấy tiền con biết không? Mà con có khi nào con hôn hết cái số tiền thế giới đi vô túi con không? Để làm cái gì? Đó, bây giờ hỏi với bây giờ con khả năng con nhận được bao nhiêu tiền? Mà trên thế giới này bao nhiêu nước, một nước bao nhiêu tỷ tỷ tiền? Mà con muốn đem hết vô trong túi con được không? Ông Phật còn không làm được, không lấy con người mình. Vì con người mình có cái tưởng và tham vọng nên nó mới sai chỗ này nè. Đừng có ôm thiên hạ vào người. Mà chỉ học những cái chuyện gì thiên hạ biết thôi. Nhưng mà học một phần nhỏ. Vì thế mà Đức Phật Thích Ca có nói vậy nè. Những lời của Như Lai dạy các ông chỉ là nắm lá trong tay. Còn những gì mà Như Lai biết như lá trong rừng. Con suy nghĩ, con ôm hết lá trong rừng không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Chúng con hiện tại đã hết câu hỏi. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Hỏi ngắn gọn à. Đọc câu hỏi tiếp theo của Phật tử Đặng Đại Thành. Câu 1. Thiền Tông rất hay, ẩn chứa nhiều sự thật ở tam giới, Phật giới mà Đức Phật dạy đã được các vị tổ Thiền Tông âm thầm truyền cho hậu thế. Có rất nhiều chùa thờ tổ Thiền Tông thứ 28 là Đồ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng tại sao Thiền Tông lại ít được sự chấp nhận của Phật tử? Là con lập cho rõ, lập từ phần thôi. Có rất nhiều chùa thờ tổ Thiền Tông thứ 28 là tổ Đồ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng tại sao Thiền Tông lại ít được sự chấp nhận của Phật tử? Giờ làm sao biết được? Cái chuyện mà các tổ truyền theo dòng Thiền Tông tới đời 28 rồi bây giờ người ta không chấp nhận chuyện của người ta, chứ làm sao biết? Bây giờ trong lịch sử người ta viết lại cho mọi ông thầy nó không có. Thôi chứ mình phải chịu thôi. Thôi đừng có hỏi cái chuyện đó. Bây giờ lịch sử đã viết rồi mà chùa nào cũng có mà giờ người ta nó không có thì mình cũng phải chịu thôi. Cái đó tùy theo cái ý của người ta, ta muốn sao ta muốn, mình không xen vào cái chỗ này. Rồi câu hỏi câu khác đi. Hiện tại số người theo Thiền Tông khoảng 10.000 người, làm cách nào để giúp thêm nhiều người hơn nữa Phật tử Thiền Tông một lòng theo Phật pháp được biết đến Thiền Tông và cách giúp họ được hỏi học hỏi được Thiền Tông? Bây giờ tu Thiền Tông thì tự mình, người ta đã nói rồi,
ta nói rất nhiều phương pháp rồi. À, câu hỏi này thì mình phải cố gắng đọc sách hoặc là những câu hỏi trước đó, người ta nói cái gì thì mình học cho kỹ. Hiện giờ nó ghi gần 6.000 câu hỏi rồi. Thì lục ra mình lục ra. Giờ trên mạng đầy nhóc rồi đó, thì muốn biết cái gì thì lại bấm ra cái chỗ đó nó ra liền. Thì mình hỏi chỗ này nó mất thì giờ người ta. À, mà còn nhiều cái câu hỏi mà ta chưa nói được. Rồi xong qua câu hỏi này đi. Câu tiếp theo. Xin bác chia sẻ những kinh nghiệm để tiếp cận, chia sẻ thuận tiện, hiệu quả mà công đức tạo được trong sáng và không bị bôi đen. Rồi, bây giờ cái này không có chia sẻ được. Đã ta cũng nói nhiều rồi. Cái đó tùy theo cái sự tiếp nhận của mình. Ta đã nói cái công đức tạo công đức rất nhiều. Giờ không lẽ ngồi đây nói lại rồi nó mất thì giờ người ta. Giờ tiếp qua câu khác. Phật tử Lê Tấn Kế có hỏi một số câu. Câu thứ nhất. Người tu theo pháp môn thiền tông có thể tạm thời để nguyên bài vị của các vị thần tài, thổ địa, vân vân, khi thích hợp mới thỉnh hình tượng của Đức Phật Thích Ca và hai vị Bồ Tát về thờ được không? Bây giờ thiền tông cứ lo thiền tông thôi, mấy cái người kia thôi, bên vật lý bỏ đi, đừng có trả lời, chừng nào rảnh thì giờ ta nói cho nghe. Chứ bây giờ tu thiền tông cứ tập trung với cái thiền tông, hỏi về thiền tông thôi. Ba cái vụ kia, ba cái vụ vật lý thôi, đừng có hỏi. Rồi cái này là ban kiểm thiền, ban kiểm trước á, nên kiểm trước rồi mới cho đặt câu hỏi. Rồi thôi bỏ qua đi. Câu tiếp theo. Người được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, có nghĩa lúc này tánh Phật phát ra được sự bảo bọc của điện từ âm dương, nên tánh thấy phát huy được cái thấy chân thật phải không? Cái này đúng là cũng dễ quá mà, thì ta đã nói nhiều rồi. Bây giờ thì cố gắng tìm, con đọc những câu hỏi nào mà chưa ai hỏi, và đồng thời nếu mà hỏi rồi chưa rõ thì phải hỏi. Còn những cái này thôi bỏ bớt đi. Câu hỏi của người tiếp theo. Phật tử Tuấn Anh ở Biên Hòa, Đồng Nai có hỏi 5 câu. Câu thứ nhất, làm sao để nhận biết mỗi khi cái tôi ngã mạng của mình bộc phát? Hồi nãy đầu tiên vô cũng nói là cái ngã mạng mình là mình sân lên thì nói cái ngã mạng mình có vậy thôi, sao lại không biết. Cái mặt mình đỏ tươi thì chửi người ta là ngã mạng nó nổi ra, có vậy mà cũng hỏi nữa. Dầu qua câu khác. Câu tiếp theo. Khi pháp môn thiền tông sẽ gặp những khó khăn và gian nan nào và làm thế nào để mình vượt qua? Là sao? Khi tu theo pháp môn thiền tông thì mình sẽ gặp khó khăn và gian nan nào và làm thế nào để vượt qua? Tu thiền tông gặp khó khăn hả? Phải không? Trong cuộc sống á, làm thế nào để vượt qua? Gặp khó khăn làm thế nào được vượt qua? Bây giờ con suy nghĩ nè, con đi mỏi giò hỏi chú chứ làm sao con đi được đây? Chú có thể giúp con được không? Hỏi tầm bậy. Khó khăn là do mình, là nó học cho tự mình. Mình không hiểu thì đi hỏi người ta, chứ khó khăn là tại vì mình chấp, hơn nữa là mình không học cho thông. Thiền tông ta nói rõ như ban ngày rồi, phải làm sao khó khăn vượt qua, không lẽ là ngồi đó, bởi vì đi xong rồi mỏi giờ, giờ tôi đi không nổi thì ngồi, chứ ai cõng mình đi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, khi mình gửi tiền mua sách huyền ký để tạo công đức, mà người nhận tiền quên mua sách, vậy mình có công đức không? Và người quên mua sách có bị sao không? Này, nè con lập rõ là Khi gửi tiền mua sách cho một người mua sách giùm để tạo công đức, mà cái người gửi tiền đó bị cái người mua sách quên mua, vậy người đó có được công đức không? Mà cái người quên mua có bị gì không? Gửi người ta mua sách tạo công đức, đã quên mua. Rồi đã quên mua, người ta không có mua, không mua. thì ông kia lừa đảo thôi, nên có công đức gì? Thì cái đó nó thuộc về thế gian rồi, người thế gian lừa đảo người thế gian, không có ăn dính gì trong cái thiền tông này hết, thấy không? Nó chuyển qua cái nghiệp khác, cái nghiệp của thế gian, chứ không dính dáng gì trong cái này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Những người không giới thiệu được ai thì có về được Phật giới không ạ?
Những người sao? Không có giới thiệu ai được vào thiền tông á, thì có được có công đức không và về Phật giới được không? Không, nói thì là không có công đức có về Phật giới không, thì nói phải không? Có, về về thế giới chứ không phải thật giới. Về thế giới. Thế giới này muốn đi đâu đi? Chứ làm với công đức là phải đi ra ngoài kia, mà có thì có người dẫn đi. Giống như con muốn đi du lịch nước này nước kia, hỏi có tiền, không có tiền đi được không? Làm sao đi, ai trả lời cho con biết? Không có tiền thì ở nhà chứ gì đâu. Rồi, con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Pháp Trần là tiếng nhỏ. Thầy cho con hỏi tiếng nhỏ đó chính là bài đường về Phật giới phải không ạ? Cái Pháp Trần này là tiếng nhỏ, lúc nào lẩm nhẩm hoài đó. Là khi mà con đi ra, cái những cái người mà lừa gạt con không lừa gạt được con, vì cái tiếng này nó có thể nó xóa được cái, nó phá được cái âm lực của mấy ông thánh. Ông thánh không dám lời, không dám lời gần. Chứ Pháp Trần nó là vậy á. Cũng như đi con đường mà đi trên con đường, con hiểu được lô thông, lúc nào con thấy cái bảng này cái gì là con biết hết, thì không ai lừa cho con được. Vì thế cái Pháp Trần nó có lực. Con mà hiểu được giao thông, ông cảnh sát nào phạt con được hết. Còn con không hiểu được giao thông thì chắc chắn con đi tầm bậy cảnh sát phạt con vậy thôi. Chứ còn nếu mà con hiểu được, con mà hiểu Pháp Trần rồi, thánh không lừa con, có vậy thôi. Con tự do con đi. Cái Pháp Trần nó có cái lực đó đó. Mà nó có, Pháp Trần có thì phải có công đức mới đi. Chứ còn Pháp Trần có mà không có công đức thì con cũng ở tại chỗ thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Pháp Trần lúc nào cũng phát ra, và nhớ tới mới phát ra như thế nào mới đúng ạ? Bây giờ Pháp Trần như thế này này. Con giống như Cửu Chương 9 con, người ta hỏi vậy, 77 mấy thì con đáp số liền 7749. Còn nếu mà con không có hai con ấp a búng đó, tới cái đó cái bắt đầu con khựng một chút đó là cái ông kia dẫn con đi liền. Nên nhớ rằng cái Pháp Trần nó có lực, nó xoa cái âm lực, nó có đơn giản vậy thôi, để con đi. Giống như con làm bài toán nhân, nói đúng con số nào nó bật ra con số đó là liền, thì không ai lừa được. Con không rành cái này á, 7749 cái ông kia nó 7745 là sao, bắt đầu con suy nghĩ là con chết rồi ha. Con đi theo cái nó trật cái con số này, bởi vì người ta nó trật một ly đi một dặm là cái chỗ này đi sai rồi. Con hỏi tiếp theo có vị nào muốn đặt câu hỏi, xin mời đặt câu hỏi ạ. Hỏi nè. Alo. Xin phép soạn giả Nguyễn Nhân, xin phép ban quản trị chùa Thần Tông Tân Diệu. Hôm nay tôi là một Phật tử ở phía Bắc, từ Hà Nội, được về tham dự cái buổi giải đáp của chùa Thần Tông Tân Diệu. Con muốn có một số câu hỏi để nhờ thầy giải đáp giúp. Sáng ngày hôm qua vào hồi 5:08 ngày 28 tháng 12 năm 2019, con có nhận trên Zalo của mình một lời thông báo của bên trang web thiền tông.com có mời các Phật tử về tham dự vào hồi 9 giờ cho tới 11 giờ ngày mùng 5 tháng 1 của năm 2020, tức là chủ nhật tuần tới, để mời về địa chỉ số 443/9, ấp Gò Nổi A, đường An Nhân Tây, xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì con thấy cái thông tin này, con đang phân vân là không biết đây có phải là chi nhánh 2 của chùa Thiền Tông Tân Diệu không ạ? Mà người ta thông báo rằng sẽ công bố ra 21 trang giáo lý và bản quyền giáo lý của Đạo Phật Thiền Tông. Con xin có một lời hỏi đầu tiên. Bây giờ hỏi từ câu 1 đi.
cái chỗ đó có phải là chi nhánh của chùa Thiền Tông Tân Diệu không, phải đúng không ạ? Con rồi, xin hỏi thầy, đó có phải là chi quá. Nhánh hai của mình không ạ? Chùa Thiền Tông Tân Diệu không có chi nhánh bất cứ đâu, không, chùa Thiền Tông Tân Diệu hiện giờ chưa có bất cứ chi nhánh nào hết. Rồi, trả lời câu hỏi một. Con hỏi từ câu một tôi nói nha. Dạ vâng ạ. Con xin phép thầy là bởi vì đúng ra là ngày 22 tháng 12 vừa qua, thầy vừa giải đáp tuần trước là chùa Thiền Tông Tân Diệu không hề có một chi nhánh nào và cũng không hề có một đại diện nào. Con cũng đã biết điều đó. Nhưng hiện tại bây giờ con nhận được cái thông tin giấy mời như vậy mà ghi rất rõ là của một thiền gia tên là Nguyễn Đức Tịnh ạ, và có địa chỉ rõ ràng ở Củ Chi, và lại khẳng định như vậy, thì con rất muốn thầy thiền gia thì có, thiền gia Nguyễn Đức Tịnh có trong danh sách chùa Thiền Tông Tân Diệu, có phong thiền tông gia Nguyễn Đức Tịnh có. Rồi trả lời từ đấy cho nó dứt khoát, cho nó nhanh, hỏi cho nhanh. Dạ. Thế thì con xin phép thầy, vậy thì nếu đã là thiền gia, tức là đi từ ban quản trị của chùa ra đúng không ạ? Và bây giờ mà đứng lên, con chỉ hiểu một điều là từ trước đến giờ chỉ có một ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu. Bởi vì ngày 14, 15 vừa qua ở ngoài thành phố Hà Nội đã được phong cái di sản văn hóa cho chùa Thiền Tông Tân Diệu. Và UNESCO Việt Nam cũng... Bây giờ là trả lời cho con nghe thế nào. Giống như con đi học... Tốt nghiệp ra, con ra muốn làm nghề gì con làm, muốn làm bất cứ gì cũng được. Nhưng mà cái trường học mà bảo vệ con, bảo kêu bằng giúp đỡ con là không có. Có nghĩa là con vô đây, Phật gia con được quyền về nhà, con muốn nói gì nói, thiền gia con muốn nói gì nói. Nhưng mà tuyệt đối chùa Thiền Tông Tân Diệu chưa có giúp đỡ ai để mà thực hiện cái này. Chưa có giúp đỡ ai. Rồi, con hỏi cái ý nữa đi. Con xin hỏi thêm một ý nữa. Tức là hiện tại bây giờ bên phía của thiền gia Nguyễn Đức Tịnh ấy, đã có một cái bản gọi là công nhận bản quyền của tác giả, công nhận ngày 26 tháng 12 năm 2019 do Phó Cục trưởng Nguyễn Hằng Nga đã ký số 830 6/2019 cho thiền gia Nguyễn Đức Tịnh này, thì con thấy đây là một cái công nhận bản quyền đó. Vậy cái bản quyền này theo con suy nghĩ thôi, nếu đứng trên phương diện chính quyền đấy đã cấp bản quyền thì người ta phải thẩm định toàn bộ mới được cấp, đúng không ạ? Cái giấy đó để là cái gì? Cái giấy đó là cái gì? Báo cáo thầy, tức là cái giấy đó đề rõ ràng là cục bản quyền tác giả chứng nhận cho thiền gia rồi, Nguyễn Đức Tịnh rồi. Bây giờ trong Bộ Văn hóa Giáo dục và Thể thao nó có hai cái cục. Một là cục bảo vệ xuất bản và một cục bảo vệ sở hữu trí tuệ. Có hai cái cục này, nó liên quan đến gì? Viết sách. Ví dụ con viết quyển sách nào thì con muốn người ta đừng ăn cắp của con, hay con qua cái cục bảo hộ sức cục xuất bản đó, ai ăn cắp của con thì con kiện ra tòa, có vậy thôi. Đúng thế ạ, bởi vì là con cũng biết là nguyên tắc xuất bản là người ta sẽ được bảo vệ cái quyền xuất bản cái tác phẩm đó. Rồi đúng rồi, dưới điều kiện con phải xuất bản. Đúng ạ. Nạp lưu chiểu cho người ta, rồi người ta mới giữ đó. Vâng. Rồi con mới đăng ký và tôi xuất bản cái quyển sách này. Ông làm ơn bảo vệ tôi để có ai ăn cắp của tôi á, thì ông binh vực tôi hoặc là đưa ra tòa gì đó, thấy không? Là có. Cái đó là Bộ Văn hóa Giáo dục và Thể thao có hai cái cục này, gọi là cục xuất bản và cục bảo vệ tri thức. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, thế con cũng xin hỏi tiếp nữa là sau khi nhận được buổi sáng là 5 giờ 8 phút đó, thì tới 17:37 buổi chiều, tức là sau 12 tiếng, thì con lại nhận được một cái giấy thông báo mới là hiện tại bây giờ các Phật tử đã đăng ký đến Củ Chi là quá đông, trên 2.000 người, cho nên bây giờ xin phép là không chuẩn bị tổ chức được, xin hoãn lại. Thì con cũng rất muốn là thầy cho chúng con là những cái Phật tử ở xa để được rõ
là cái việc làm này của người ta không phải là cứ ký ra xong chả hoàn thành rồi lại xóa đi, thì con thấy đấy là một cái việc làm nó không chính đáng. Bây giờ nè, người ta tổ chức mà người ta đến đông quá thì ta giờ ngày đâu có sao đâu, đâu có liên quan gì cái chùa Tân Diệu mà hỏi. Dạ. Nhưng mà tôi hỏi vậy chứ, cái đó tổ chức đó là cái gì? Phải nói cho rõ từ đó rồi tôi giải thích cho nghe. Con xin hỏi, con xin thưa với thầy, tổ chức đó rõ ràng đấy ạ. Của thiền gia Nguyễn Đức Tịnh lấy cái trang web là www.đạophậtthiềntông.com hẳn hoi. Và trong cái đó con biết rằng là chỉ có thiền tông.com của chùa Tân Diệu chúng ta mới là chính thức đăng ký để mà truyền thông tin trên mạng. Cho nên con sợ cái này nó không phải mà nó là giả. Cho nên con muốn là thầy giải thích. Thì tất nhiên là câu vừa rồi thầy cũng có giải thích là chưa có chi nhánh. Nhưng mà tổ chức để làm cái gì? Dạ, con xin thầy, người ta công bố luôn là sẽ công bố ra 21 chương giáo lý. Rồi thôi được rồi, bây giờ con hỏi vô với cái trọng tâm người ta mới trả lời đấy. Tôi nói á, đạo Phật nó có sáu cái quyển giáo lý chứ không phải nhỏ đâu. Mỗi một pháp môn nó có đều có một cái quyển giáo lý. Thí dụ tiểu thừa thì nó có quyển là giáo lý đạo Phật tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú và thiền tông. Nó phải hiểu cái này, hiểu nguyên tắc đó. Từ quyển 1 cho đến quyển 5 thì xuất bản bằng kinh hữu tự, tất nhiên kinh viết được á. Riêng cái quyển giáo lý đạo Phật thiền tông viết bằng kinh vô tự. Nên nhớ một điều, kinh vô tự thì viết bằng điện từ. Mà cái kinh này không ai biết trừ trường hợp Thích Ca và bà Đức Thảo thôi, ngoài không có người thứ ba. Còn tất cả những kinh mà từ 1 đến 5 thì hoàn toàn ai cũng biết. Ví dụ con tu tiểu thừa thì nó có giáo lý đạo Phật tiểu thừa, rồi giáo kinh, giáo luật, giáo lễ và giáo điều. Tất cả các pháp môn của đạo Phật nó đều phải có 5 cái quy tắc này. Riêng cái thiền tông không có cái chữ. Vì thế chỉ có bà Thảo này mới mở được cái bí kíp của cái giáo lý đạo Phật thiền tông thôi. Mà cái giáo lý đạo Phật thiền tông á, thì tôi nói sẵn là tôi nói luôn cho cái công thức của nó. Anh muốn xuất bản cái quyển này thì duy nhất ở Việt Nam ai xuất bản? Duy nhất chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam được quyền xuất bản cái giáo lý này. 5 pháp môn, 6 pháp môn luôn. Duy nhất chỉ người dân thường không được, hoặc ông thầy tu cũng không được quyền, mà phải xuất bản bằng nhà xuất bản tôn giáo, chứ không phải bình thường đâu. Mà nếu mà muốn mà bảo cái người bình thường, nếu mà xuất bản cái này là nó vi phạm. Là sao? Cái giáo lý này là do một vị giáo chủ của cái đạo đó lập ra và viết ra, truyền cho hậu thế theo 6 pháp môn. 5 pháp môn thì tu thời Đức Phật còn sống. Duy nhất cái pháp môn thứ 6, Đức Phật phải bí mật truyền theo dòng thiền tông. Lúc ổng 78 tuổi, 80 tuổi ổng cũng chết, 78 tuổi. Vì thế mà bắt được ông Mahakajip phải mang cái này đi cho đến khi đưa vô nước rồng là nước Việt Nam. Nước Việt Nam lần lần đưa cho bà Thảo này, sau cùng là bà Thảo này nhận được 1150. Đến năm 1958 mới giao lại chú. Rồi chú giữ cho tới năm 2017 chú bắt đầu công bố quyền ký. Còn quyển giáo lý không phải chú công bố, không công bố được. Vì quyển giáo lý này là phải do Giáo hội Phật giáo Việt Nam xuất bản, chú không được quyền cái này. Vì thế mà dần dần chú thường thường chú nói đến cái danh từ giáo lý đạo Phật thiền tông, chứ sự thật là chú chỉ nói chứ chú đâu có làm được. Chú đã từng tuyên bố rằng cái giáo lý đạo Phật thiền tông hoàn toàn chú không có làm được, nó vượt cái tầm của chú. Vì cái này nó phải là tâm tài lực mới làm được, mà tâm tài lực chú bây giờ không nói ở đây, nhưng mà chú sẽ báo cáo vào ngày 5 tháng 1 2020, thấy không?
Mà bây giờ nếu mà muốn bảo vệ cái cục sở hữu trí tuệ này thì nó phải làm như thế này: in ra quyển giáo lý trước, trình với bảo vệ cục bảo vệ trí tuệ á. Giờ tôi có in ra cái quyển này mấy trăm trang, mấy trăm chữ, mấy điều, mấy chương cho rõ. Ông bảo vệ cho tôi, có ai xâm phạm thì ông can thiệp cho tôi. Khi cục sở hữu trí tuệ mà nó đồng ý rồi, có đàng hoàng, thì nó sẽ bắt cái người mà trình cái này như thế này. Rồi tôi xác nhận, tôi sẽ bảo hộ cho ông với điều kiện một câu. Ông, nếu mà ông đạo văn người ta, nếu như đạo văn người ta thì đưa ra luật hình sự xử ông á, thấy không? Còn chứ không phải đơn giản đâu, được. Mà hơn nữa đó, tôi thấy á, cái giáo lý, nếu mà công bố giáo lý là phải giáo hội, chứ tại gương con người bình thường không giáo được. Kể cả một tiến sĩ mà tôi nói về cái cọc bảo hộ về trí tuệ, tôi nói cho nghe. Một đứa học trò mà học ở trong lớp á, vừa đạo văn nó tống cổ ra, vừa tống cổ ra ngoài sân, không cho học liền. Cái luật của nó mạnh lắm á. Mà khi nó qua trường khác nó học rồi, mà nó tốt nghiệp rồi, cái bằng tốt nghiệp nó vẫn đóng dấu là đã đạo văn, đã vi phạm đạo văn trong cái bằng tốt nghiệp của mình đó. Còn nếu mà một báo chí nó có ba cái tầng cấp đạo văn, anh ít, tôi cảnh cáo anh là nhiều, phạt tiền. Tầng thứ ba cấm anh làm việc cho cái ngành báo chí luôn, cấm ngành báo chí và cấm viết sách luôn nếu anh đạo văn, thấy không? Phải hiểu cái đó. Mà nếu mà cái giáo lý này xuất bản, duy nhất chỉ có Phật giáo Việt Nam mới xuất bản được thôi. Tới ngày năm tôi sẽ nói là điều kiện để xuất bản cái này. Còn nếu mà xuất bản này phải có cái bản cam kết là anh đạo văn là anh bị cái tội đó, chịu không? Đưa đây, tôi bảo vệ cho anh. Nếu, tôi nói thiệt, nếu mà trường hợp mà không qua cái thủ tục này mà cấp giấy cho người ta, thì cái người cấp giấy đi tù trước. Đi tù trước cái ông mà viết sách. Đúng ạ. Ông đạo văn đi tù sau. Cái người mà cấp giấy đi tù trước. Luật nó là vậy đó. Đó là luật hành chánh đó. Rồi con hỏi ta đi. Dạ. Con rất cảm ơn thầy. Thông qua câu hỏi này, thực sự ra con cũng muốn nêu để cho tất cả các Phật tử đang ở trong chùa, cũng như chúng con còn ở xa, để khi mà nhận được những thông tin thì mà mình sẽ sáng suốt để mà nhận được. Qua câu hỏi này chúng con cũng hiểu rằng là có 6 giáo lý, tất cả 5 giáo lý đi theo kinh hữu tự, còn 1 giáo lý là đi theo kinh vô tự, để cho mọi người hiểu rõ, không bị tưởng lầm. Mà rồi lại cất công từ xa mà đi vào Củ Chi thì đấy là một cái điều rất là oan uổng cho các Phật tử khác. Con cảm ơn thầy. Và con cũng có một lời muốn trình bày với thầy này. Có một Phật gia ở ngoài Hà Nội, là một cựu chiến binh, là một đại tá, cũng muốn gửi lời vào để xin gửi tới thầy một 72 câu kệ tặng thầy Nguyễn Nhân, thì xin phép thầy có cho phép con được đọc không? Đấy, thầy cho phép thì con xin đọc cho người đó. Rồi nếu ngắn ngắn con đọc. Dạ, vâng, con xin phép ạ. Và cũng xin phép tất cả các quý vị để được gửi lời của một cựu chiến binh 43 năm công tác trong quân đội rồi, đang công tác ở trong văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng chúng ta. Đó là gửi lời tới thầy, người thầy Thiền Tông. Tuổi già thầy đã 82, vẫn đầy nhiệt huyết, miệt mài sớm hôm, sống giản dị, thật khiêm nhường, tấm lòng bác ái. Tấm lòng bác ái, thương yêu muôn người, vui tươi luôn nở nụ cười, chỉ đường giác ngộ giúp người trần gian, kiếp người đau khổ gian nan, biết bao tỷ kiếp chưa an tâm mình, luân hồi trong cõi tử sinh, nào ai biết lối chỉ đường để đi, bao đời lầm lỗi mê si, hết cầu lại cúng được gì cho ta, sư chùa giảng sách Thích Ca, có tu chứng đắc đâu là đúng sai, cầu danh, cầu lộc, cầu tài, nhiều khi chẳng được, cầu hoài thấy đâu,
tụng kinh, niệm Phật đêm thâu, mong sao hết khổ, hết sầu được vui. Nhưng sao tâm cứ ngậm ngùi, đợi chờ một nỗi niềm vui chưa về. Ai người chỉ giả tâm mê, là ngày duyên đến con về Long An. Thật là vui sướng hân hoan, ngôi chùa Tân Diệu chứa chan ân tình. Về đây biết được cho mình con đường giải thoát tận tình căn cơ. Bấy lâu ngu tối mịt mờ, như người đuôi mắt đi rờ chân voi. Về chùa trí tuệ sáng soi, biết được nguồn gốc giống nòi sinh ra. Đâu là thế giới Ta Bà, đâu là Phật giới, đâu là càn khôn, đâu là cõi của cô hồn tạp cư ngũ thú dại khôn tu hành. Đâu là nguồn gốc tử sinh, luân hồi sáu nẻo vô minh cho mình. Tại sao người phải tử sinh, là do tham tưởng buộc mình đi theo. Đâu là nhân quả ta gieo, để rồi đau khổ cứ theo kiếp người. Cõi nào cuộc sống vui tươi, không còn sinh tử luân hồi trầm luân. Xa rời thoát khỏi kiếp trần, là cõi Phật giới ta cần phải sang. Về chùa con thấy đạo vàng, con đường giải thoát rõ ràng chỉ ra. Biết tu sẽ được cho ta, không biết sẽ bị quỷ ma dẫn đường. Sống trong vật lý điện trường, phải biết dừng dứt khỏi vương tánh người. Tu học nắm kỹ từng lười, công thức giải thoát giúp người cùng tu. Sống không tham tưởng hận thù, tạo công đức sáng đường tu cho mình. Sách thầy viết thật phân minh, lý giải khoa học tận tình rõ sâu. Bao đời ta có biết đâu, pháp môn thứ sáu nhiệm màu giúp ta. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca đã tìm được pháp đường ra luân hồi. Cảm ơn Ni Thảo muôn đời lưu giữ huyền ký nay thời truyền ra. Cảm ơn Tân Diệu chùa ta, người thầy đã viết ban ra sách thiền, giúp con người hết đảo điên, vướng trong vật lý triền miên khổ sầu. Thiền tông giải thoát về đâu, sáng tươi thanh tịnh một màu điện quang. Một người thầy tấm lòng vàng, Nguyễn Nhân soạn giả vẻ vang đạo thiền. Đấy là lời. Rồi con báo là cái thư mời hồi nãy trên cái trang đó là không phải của cái trang thiền tông.com nha cô. Hoàn toàn trên Zalo của chị có. Đó. Thiền tông.com của thiền tông, còn thiền tông.com.vn là mới là cái trang đang thông báo. À. Dạ cô coi lại cái phần đó. Đó, người ta gửi thẳng trực tiếp vào máy của mình đây này, là vmvmdaophatthienthong.com. Vậy thì có phải là đạo không thầy? Dạ. Đó. Cho nên là con muốn nhờ thầy hôm nay để thầy giải thích rõ để các Phật tử ở xa được biết đây không phải là chi nhánh 2 của chùa Thiền Tông Tân Diệu, để mọi người không bị lầm đường. Đấy là ý mục đích con muốn hỏi thầy hôm nay giải đáp như vậy. Bây giờ tôi nói là mình vô Thiền Tông trước mắt là mình phải hiểu cái luật. Thứ nhất là viết sách hoặc là xuất bản bất cứ gì phải hiểu cái luật xuất bản người ta. Thấy không? Rồi thứ hai nữa đó là trong đạo Phật, kinh là của Đức Phật, luật luận là của thiền sư. Còn người ăn theo gọi là viết sách, chứ không phải bất cứ viết sách gì. Nhưng mà nhà xuất bản cho phép xuất bản thì mới hợp pháp. Còn nếu mình không qua đúng cái luật này là mình sai. Vô thiền tông thì nên tu bằng trí tuệ, đừng có tu bằng tham vọng, và tu đừng có tu bằng tưởng tượng. Nên nhớ tất cả cái gì phải bằng thực tế và khoa học. Tuyệt đối đừng tham vọng, tuyệt đối đừng tưởng tượng, và tuyệt đối đừng ham danh ham lợi. Tuyệt đối cái đó là con rắn độc á, nó cắn mình chết lúc nào cũng hay. Vô thiền tông phải được. Tôi nói thiền tông, anh truy cái chùa thật nhỏ càng tốt. Nghĩa làm sao tiếp nhận người ta ở thôi, đến đây để sinh hoạt thôi. Còn tất cả những cái gì mà lớn thì phải tùa vật lý. Anh muốn tu, anh muốn cất nhà, cái chùa bao nhiêu cũng được, càng lớn càng tốt. Càng đông Phật tử càng tốt. Phải không? Mà tiền chùa thiền tông Tân Diệu, càng đông Phật tử là chắc chắn nó sẽ có bao nhiêu phần trăm phá hoại đó. Phải kỹ lưỡng cái này.
chứ không phải ai cũng tu vô thiền tông hết là ủng hộ vô phá hoại, vô theo dõi và phá hoại trong này nó có một số, nó thiệt vậy tôi biết hết chứ. Vì thế mà còn vấn đề mà xuất bản sách, nên lặp lại nè, xuất bản sách duy nhất giáo lý chỉ là giáo hội xuất bản thôi, bất cứ giáo lý nào. Còn sách viết, ai muốn viết thì viết, nhưng mà khi mà xuất bản giáo lý không, ông kêu là kêu bằng chủ tịch giáo hội cũng không được quyền ký cái này, mà ông muốn ký cái này thì văn phòng làm đưa lên, ông là thay mặt giáo hội Phật giáo Việt Nam xin xuất bản cái này do nhà xuất bản tôn giáo thực hiện cái này, đừng có sai. Đi sai một cái á thì phải về, tôi nói là thiền tông mà nếu mà vô thiền tông giống như con dao mà không có cái cán đó, con suy nghĩ con cầm ở đâu, nó chết, nó giết người ta là nó giết. Mà vừa rồi á thì kêu bằng quyền ký mới xuất bản ra là nó rinh bao nhiêu người rồi, bao nhiêu người ở tù rồi, chứ tôi nói ở tù luôn á, mà tôi cũng nói thẳng luôn á. Rồi bây giờ cái giáo lý nó ra, nó chuẩn bị ra là nó tàn sát người ta luôn á. Vì nó có hai có mặt, một là nó giúp người ta trường thọ, hai là nó giết người ta tại chỗ luôn. Giáo lý đạo Phật thì đồng nó vậy, nó mạnh vậy đó. Đừng có ham, đừng có ham mà nhào vô. Mà thứ nhất á, tôi cũng lưu ý cái người mà cấp cái giấy mà bảo đảm cho cái diện và là bản quyền á, nên nhớ rằng bản quyền á, tác giả. Các người bản quyền phải xem. Anh á, anh cấp cho người ta là bắt người ta phải làm cái tờ cam kết anh có đạo văn hay không. Anh đạo văn thì thôi đừng có xuất bản. Còn nếu mà anh đạo văn thì làm ơn trốn đi. Một giáo sư tiến sĩ người Anh chỉ đạo văn có hai dòng chữ thôi, bị phạt 6 năm tù về cái đạo văn. Một phóng viên chỉ đạo văn có một dòng thôi, tước xẻ nhà báo luôn, cấm vĩnh viễn không cho. Cái luật nó mạnh nó vậy, nó dữ lắm á. Cái kêu cái đạo văn nó dữ lắm á, chứ không phải liệu được thì làm, không được thì thôi, chứ đừng có ấy. Mình cứ thiền tông ra đời chứ cứ lo tạo công đức chạy về thôi. Đó, mình phải hiểu cái thế giới này. Thành ra bây giờ tất cả tu thì nói đúng là anh em đến tu thiền tông tôi rất mừng, nhưng mà phải nghiên cứu cho kỹ liệu tu nổi hay là không. Không nổi đừng tu, đến chơi cho biết thôi về, đừng có tu cái thiền tông này. Mới tu thiền tông bởi vì tại làm sao mà Đức Phật đó tu thiền tông giống như trèo lên lưng cọp hoặc sư tử ngồi với trên đó, anh có khả năng điều phục nó nổi không thì mới tu, còn không điều phục nổi thôi đừng nhào vô đó rồi chết bất chết quang. Ông Phật cũng còn cản mình mà chứ đâu phải đâu, ông Phật đâu, tất cả các cái pháp môn khác ông Phật đều khuyên tu, duy nhất cái thiền tông ông khuyên đừng tu. Mà chùa thiền tông Tân Diệu tôi đã nói nhiều lần, có nhiệm vụ phổ biến ra, chứ sự thật là không có nên tu cái thiền tông này. Tu thiền tông này coi cần chết, về Phật giới không được mà đi về âm giới, nó chết là chết cái chỗ đó, thấy không? Thôi thì đâu, thì con thắc mắc gì hỏi tiếp đi. Con xin phép thầy một ý nữa thôi ạ, là thực sự ra nghe thầy phân tích là chúng con đã hiểu, vì những cái người mà đã đi theo học về thiền tông, chúng con phải có một cái trí tuệ sáng suốt để biết đâu là gốc, đâu là ngọn để mà chúng con đi theo. Thế thì con xin có một ý kiến để hỏi thầy, thầy giải đáp cho con, bản thân con. Qua hơn 2 năm mà Huyền Ký đã được công bố từ ngày 14 tháng 5 của năm 2017 tới giờ, thì con thấy rằng với 60% thầy đã viết lên cái quyển Huyền Ký đã đủ tất cả con đường để đưa chúng ta về Phật giới rồi. Chỉ có mỗi 3 điều. Một là chúng ta có cái ham muốn mãnh liệt. Hai là chúng ta phải tạo đủ công đức để chúng ta ra khỏi trái đất và tam giới. Ba là chúng ta thuộc được cái công thức để chúng ta đi khi không bị lầm đường. Đã hoàn toàn đủ cho chúng ta về Phật giới rồi. Vậy thì còn phải làm gì để đi tìm cái giáo lý nữa? Bởi vì cái giáo lý rất là khó ra, đúng thầy ạ? Đó, thế cho nên là thầy chứng minh cho con, nếu một con người ta đã đủ 60% nhuần nhuyễn cái phần lý thuyết thầy đã đưa và phần thực hành thầy đã giải đáp, là chúng con đã đủ lực để chúng con về Phật giới rồi, đúng không ạ? Cái giáo lý này 40% này nó có hai cái mặt, chứ không có gì không có lạ. Một là nó nói bằng sự thật ở trái đất này, từng thời kỳ một, gọi là cái lợi của con người.
Và cái hại của con người là cứu vãn được cái trái đất này, cứu vãn trái đất cho nó tồn tại sau khi Đức Phật nhập được, nhập Niết Bàn 3.000 năm. Thì nó mới đúng, nó mới tròn một cái chu kỳ là 10.000 năm, một chu kỳ một vị Phật ra đời. Có vậy thôi. Mà cái giáo lý này tôi đã nói nhiều lần rồi, chính ông Phật ra đời chưa công bố được. Mà bây giờ ông Thích Ca cũng chưa có tài nào mà dám cái công bố này. Đó, tôi thứ năm nay tôi sẽ nói tất cả những vị nào có đủ tâm tài lực đến đây, ban tôn giáo chính phủ chứng kiến và chính quyền chứng kiến, tôi sẽ giao cái quyển này xuất bản. Nhưng mà phải xuất bản là chứ dòm rồi mà chạy ngược là không được. Nào, đồng ý chứng minh tâm tài lực tôi sẽ đưa cho, mà có sự chứng kiến và chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề hậu quả của cái giáo lý đạo Phật Thiền Tông công bố ra, chịu trách nhiệm về hậu quả của nó. Thấy không? Chứ không phải là tôi sưu tầm, nhưng mà bây giờ muốn xuất bản tôi cho xuất bản, dưới điều kiện anh phải chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm. Anh có đủ sức tâm tài lực không? Thì tâm tài lực tới ngày đó tôi sẽ nói tâm là như thế nào, tài như thế nào, lực như thế nào. Tới ngày đó tôi sẽ nói. Và tôi sẵn sàng tôi giao. Mà phải có sự chứng kiến của chính quyền và ban tôn giáo chính phủ. Không chứ để rồi nói đưa ra có chuyện gì nó đổ thừa tôi không được. Tôi có nhiệm vụ tôi nhận lợi rồi, giờ tôi nói mà tôi cũng không dám nói. Thì giờ tôi ông nào giỏi đi ra tôi đưa cho xuất bản. Nhưng mà với điều kiện xuất bản là phải xuất bản chứ không phải nhận nó đem bỏ tủ, không được. Bắt buộc học còn không mấy tôi trả về. Tôi trả về cái nơi mà tôi nhận. Rồi, con hỏi tiếp đi. Cảm ơn thầy. Cho đến đây là con đã được thỏa mãn những cái thắc mắc, những cái điều con muốn hỏi. Và con cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cùng lắng nghe cái điều mà con thắc mắc. Con cảm ơn thầy. Dạ, xin mời vị tiếp theo đặt. Nam mô giáo chủ Tòa bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là Phật gia Trần Ngọc Liên, con cũng có số đã hiểu rõ pháp môn Thiền Tông, nhưng còn một số thắc mắc xin thầy chỉ dẫn cho con và một số Phật tử hiểu rõ. Công đức và pháp đức bằng nhau. Ba lần mình thử hoa tiêu, mình biết là hoa tiêu giả. Nhưng mà cái lần thứ nhất á, mình đã biết nó giả thì mình đứng lại rồi. Nhưng mà bây giờ lần thứ hai mình không biết làm sao, mình đợi nó cái hoa tiêu đó nó quay trở lại và mình thử nữa, hay là mình phải bằng cách nào, xin thầy chỉ rõ cho chúng con hiểu. Bây giờ liên lạc với cái và ban quản trị nó tặng cho cái đường về Phật giới về ngồi đọc. Chứ bây giờ ta đã nói rõ rất rõ trong cái đó rồi. Con đã đọc rõ, con đã học thuộc. Bây giờ nếu trả lời, bây giờ con đọc luôn. Nhưng không, mà con không, nhiều không, người hồi sáng con đã không học. Không được, không trả lời cái đó thì được. Cái đó người ta đã phát ra, mình chịu khó đọc. Bởi vì tôi đọc về đọc làm sao mà cho pháp trần nó chạy ra đi thì mới được. Chứ bây giờ cái này ngày từng nào cũng đọc rồi, người ta đã sẵn rồi, giờ nói sao trả lời này không được, thấy không? Nói cái hỏi nào mới, còn đừng có cái ngõ cũ thôi, đừng có nói. Để bữa nào rảnh thì tôi nói cho nghe. À, có còn câu gì hỏi đi, bỏ cái đó đi, hỏi câu khác đi. Cái pháp trần này, thầy nói con đã hiểu rõ luôn. Tức là mình không phải đợi lúc tắt thở mình mới ra. Nhưng mà lúc mà mình gần biết như vậy á, ví dụ 9 lần 9 là phải 81, 7 là 7 là 49, tự mình biết không có cần gì hết. Rồi điểm thứ nhất của câu này. Điểm thứ hai nữa, mình đã vào được trung tâm vận hành luân hồi cái khối công đức này, mình đã mắt sáng, mình nhận rõ ra.
cái phần của dương và âm nó trở về, tan rã ra, thì mình có cần phải nói cái câu, thốt lên cái câu nghiệp chướng bổn lai không, không, hay là không cần, xin Thầy chỉ rõ luôn. Cái câu đó đó, phần nhiều người ta nói, chứ đâu phải bắt buộc ai phải nói. Mình vô mình thấy vậy thì biết rồi, có nhiều người họ thốt ra, có nhiều người họ không thốt, họ biết rồi thôi. Nhưng mà hiện giờ ở đây người nào được truyền thiền thì người ta đã biết, thì đã hiểu rồi. Chứ giờ mình nói ra có ai nghe cho mình đâu. Mình nói mình nghe thì mình than rằng trước nay mình tưởng đó là nghiệp thật, ai về nay là nghiệp chướng mũi lây cao. Nó vô nó thấy vì âm dương nó trở về với âm dương, mình mới thấy được. Mình tự nhiên có người không có ngậm miệng được, phải thọ thốt ra thôi, đâu phải bắt buộc mình phải nói này này. Mình muốn nói thì nói, không nói thôi. Mà lúc đó gì, mình nói mình nghe chứ ai đâu nghe. Rồi hỏi tiếp đi. Bây giờ cũng nói đọc cái chữ, cái câu hồi nãy con nói là lần thứ nhất mình biết qua tiêu giả rồi, mình dừng lại. Dừng lại mình phải làm sao nè, chứ đọc học thuộc hoài ra pháp trần luôn. Con đã hiểu rõ, nhưng mà nhiều Phật tử ở đây lắm, hồi sáng cũng hỏi con. Cô phải hỏi rõ ràng đi, chỉ hiểu như vậy nhưng mà hiểu chưa rõ lắm. Thì xin Thầy chỉ dẫn luôn dùm đi, tại vì không có còn bao nhiêu thời gian nữa. Thôi bây giờ tôi nói nè, thử ba lần, biểu thử ba lần mới chắc ăn. Khi mình thử ba lần thì nó qua ba lần, lần thứ tư an toàn rồi đó, khỏi thử đi. Mà ta đã phân tích rằng cái hoa tiêu nào mà nó có cái gợn ở trong đó thì giả, hoa tiêu nào nó vàng sáng là thật. Bây giờ ta chỉ cho mình cách đó, nhưng mà tuyệt đối bắt buộc phải thử ba lần. Vì cái quy luật đi ra, ông Thánh phải thử ba lần. Ông thần thở ra cửa, ông thánh đứng ra cửa thử ba lần. Có nghĩa là mới ra cửa thứ nhất thử tiếp qua, thứ hai, thứ ba, thứ tư là không còn được thử nữa. Cái luật đó là luật nhân quả, do người sắp đặt trong luật nhân quả, anh chỉ là ba lần thôi, chứ không có thể lần thứ tư. Thấy không? Thì cố gắng đi, bắt buộc đừng có thử hai lần. Ô, tôi qua lần thứ nhất, lần thứ hai đi theo, âm thầm theo là chết. Phải phải thử ba lần mới chắc ăn. Thấy không? Cái đó cái luật của người ta. Vì thế mà trong các đạo người ta thường nói là thánh thần quản lý thế gian. Tức là cái câu đó có, nhưng mà tại vì người ta không nói thánh thần quản lý thế gian. Thế gian này là của thánh và thần quản lý. Còn mình, ông Phật vô đây mang cái thân mình đi là gì? Là để đi tạo công đức, chứ mình có gì? Mình là đất nước giá lửa. Còn cái tánh mình là 16 thứ nó hợp lại. Giống như bóng điện nè, điện nó quay thì nó mới phát điện, còn hết quay thì thôi hết điện. Đó, mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi thắc mắc hỏi tiếp. Rõ rồi, đã biết rồi, nhưng mà cái này á, hỏi mà không có đích xác, thành ra con phải hỏi. Hỏi chừng nào mấy Phật tử với tụi con Thầy trả lời. Thí dụ ba lần mình thử cái hoa tiêu giả, mình vừa thử mình biết cái hoa tiêu giả thì nó đi, nó chạy thì kệ nó, mình đứng lại. Giờ mình đứng lại mình phải làm sao nè, cái chỗ này thôi, chứ những cái hồi nãy giờ Thầy giảng, con đã nằm lòng, con học mỗi ngày, con học hoài. Tại vì đâu có còn bao nhiêu cái thời gian nữa đâu mà con quyết chí. Thành ra bây giờ xin Thầy nói dùm cái hoa tiêu này ba lần biết giả. Mà lần thứ nhất đã biết giả rồi, bây giờ mình phải làm sao nè? Đoạn lát lần qua tiêu thứ hai nó quay lại nữa, mình cũng biết nó giả, mình thử ba lần. Rồi cái ba lần mình không có thử nó nguyên tắc rồi, lần thứ tư là ông thiệt rồi. Mình phải mau mau đi, đúng chưa? Rồi bây giờ lần thứ nhất Thầy trả lời cho con. Bây giờ nè, lần thứ nhất mình đi, qua tiêu dẫn đi, mình đứng lại, qua tiêu nó đi là giả đó. Lần thứ hai cũng vậy, thứ ba cũng vậy. Là sao? Lặp đi, lặp lại đi. Ý là cái hoa tiêu á, ví dụ thử lần thứ nhất, cái hoa tiêu nó đi luôn, rồi bắt đầu đứng lại đó hay sao, hay là hoa tiêu khác xuất hiện tiếp để dẫn đi nữa, hay là như thế nào? Cái rằng là nó giả, nó biết thì nó bỏ, nó bỏ nó đi. Nó biết bị lộ tẩy là nó bỏ nó đi. Rồi mình bắt đầu mình đi tới, thì tới hoa tiêu thực hiện tiếp, thấy không?
Đó thì cái nào cũng vậy thôi. Thử. Mình phải hỏi rõ cái đó để mình nắm, đúng không? Chứ phớt qua đọc kinh sách thì xin lỗi ở đây. Những người nào chưa đọc sách hỏi những câu gì thì xin làm ơn hỏi đi để mất thời gian lắm. Rồi, con xin cảm ơn thầy. Rồi. Cái chỗ này đó, chỗ đó là phải, mình thấy nó giả rồi nó đi. Mình nứt đây rồi, một chút xíu mình cũng đi nữa, nó giả, mình biết nó giả nữa. Đó, cái chỗ đó. Nó bị khám phá giả, cái nó bỏ nó đi, nó biến liền. Thấy không? Lần thứ hai cũng vậy, giả nó cũng biến liền. Còn nếu mà không biết đi theo nó rồi vô nhà nó. Rồi thôi. Cũng không thành đi theo luôn. Rồi. Rồi hồi sáng là mấy anh tiếng Anh là very bad. Đúng chưa? Very bad, bây giờ phải very good là I thank you very much teacher. Rồi. Dạ ở Mỹ mới về á. Đọc câu hỏi tiếp theo đi chị. Còn nó nó. Alo. Alo. Dạ, xin đọc câu hỏi tiếp theo của vị Trương Minh Thành ạ. À. Công chúa Phùng Thí Loan là người đầu tiên kiến tánh được Đức Phật trao cho giáo lý. Tại sao tổ thứ nhất là Ngài Ca Diếp mà không phải là công chúa Phùng Thí Loan? Bây giờ vẫn người đàn ông có dám giữ, ôi người đàn bà có dám giữ cái này đi không? Người đàn bà có dám giữ đi băng rừng không? Thì tay phải giao người nam chứ còn cái bà này ngồi tại chỗ công bố dễ ở, đâu có bà không sợ gì hết. Tất cả những người đi rừng, người có dám người phụ nữ nào dám băng qua rừng không? Thấy không? Ta chọn, thì ông Phật không chọn, cũng hiểu hết chứ đâu phải. Đó, đừng có hỏi vậy. Cái người mà có nhiệm vụ mang cái giáo lý này đi thì phải là người nam mà mạnh dạn. Chứ người nữ không làm sao chịu nổi làm cái chuyện này không được đâu. Thấy không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Người tu theo thiền tông khi mất thân thoát khỏi sự quản lý của ông thần, ra ngoài trái đất thoát sự kiểm soát của cô hồn, lúc đó mới thử hoa tiêu được không? Là con lập ra rõ chứ. Tức là người này hỏi khi thoát ra khỏi sự quản lý của ông thần, thoát ra ngoài trái đất rồi thoát ra khỏi cô hồn luôn thì lúc đó mới thử hoa tiêu phải không? Con lặp lại không? Con đọc lại. Người tu theo thiền tông khi mất rồi thân thoát khỏi sự quản lý của ông thần, ra ngoài trái đất thoát sự kiểm soát của cô hồn, lúc đó mới thử hoa tiêu được không? Không. Có nghĩa là mình á, mình hiện vô đây là theo quy luật luân hồi, mình có công đức rồi thì ông thần mới thả mình ra ngoài, rồi gọi là cho kêu là tự do, không còn ở trong trái đất nữa. Muốn đi, muốn biết đường thì về. Còn không biết đường, đi ra ngoài gặp cô hồn, nó dẫn đi vô cái xóm nó ở. Phải hiểu cái này. Có nghĩa là nhân quả luân hồi không cột nữa. Nhưng mà ra cái ông cô hồn, ông còn không có nhân quả luân hồi mời vô. Rồi vô đây là giải thoát nè, vô đây với tôi. Vì thế, bởi vì thế mà cái loài cô hồn nó không có nhân quả. Nó muốn làm cái gì nó làm. Nó muốn bày ra cái chuyện gì nó bày. Chứ con người mà bày cúng mà không có thật tình nó đập chết luôn á. Cô hồn bày cúng không đập nó được. Tôi nó đâu có hình dáng rồi đập nó. Thấy không? Phải hiểu vậy. Có nghĩa là thần bây giờ tôi cho không còn luân hồi. Với điều kiện anh muốn về Phật giới thì anh đi theo qua tiêu. Còn anh muốn đi vô không chỗ luân hồi thì không vô làm loài có hồn. Nó cũng không có luân hồi vậy đó. Anh khỏi cần làm, vô đây cũng ngon lành. Muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm. Vì thế mà cô hồn nó sẽ dẫn mình vô trong cái xóm nó đó. Xóm này là không cần làm gì hết á. Chỉ đi hù người ta rồi kiếm chuyện rồi. Người ta cúng cho mình ăn thôi. Còn mình ở là làm con người ha, vô gia đình phải đi có tiền cất nhà rồi đi lao động mà có tiền
Mình phải hiểu thế này, cô hồn đó là vậy, nó dớt người nào mà non kém mê tín vậy đó, không tìm được cái công thức về thì cô hồn nó mới dụ mình thôi. Vì thế mà tôi khuyên rằng pháp trần phải hiện để cô hồn nó không có chọc phá mình, nó không có lạc vào con đường của nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: khi chúng sanh hết vô minh, thì tùy theo con đọc đi. Đọc hết rồi. Khi chúng sanh hết vô minh có phải là thành Phật không ạ? Hết vô minh thành Phật hả? Làm sao hết vô minh? Ở trong này giống như trong này trên bụi là làm sao hết bụi? Muốn thành Phật đi ra ngoài cái quy luật vật lý, ở trong này gọi là quy luật vật lý. Ở trong này không có làm sao mà hết cái quy luật vật lý được hết. Chữ vô minh là sáng, có nghĩa là mình tối, nhưng mà khôn hơn cái người bình thường thôi, chứ làm sao thoát ra được cái quy luật vật lý này. Thấy không? Muốn thành Phật phải về Phật giới, còn muốn hết vô minh không có hết, mà chỉ kêu bằng nó sạch thôi, chứ như mà đụng nó dính lại, vô minh ở trong thế giới này không có hết được. Giống như con suy nghĩ đi, con ở dưới biển làm sao con không dính nước, suy nghĩ đi. Chỉ có nước mà con giỏi lắm là làm sao nước ít dính con thôi, chứ làm sao mà hết được. Thế giới vật lý này không hết được, muốn hết đi ra ngoài, nó không có quay, nó không có quay theo vật lý thì mới hết, mới thành Phật được. Bởi vậy Thiền Tông nó mới nói rõ cái phần này. Còn nếu không hiểu Thiền Tông, hoàn toàn không hiểu, nghe nói là tu giải thoát cũng giải thoát thôi mà không biết giải thoát là cái gì, rồi cứ ngồi đủ chuyện hết đi. Năm tay này, ai này tu phát cho nè, tu phát ra mỗi một người 6 pháp môn tu nè, ai muốn tu gì tu. Tôi in 2.000 quyển đó, tôi dự trù tôi cho 2.000 quyển, muốn xin vô tôi cho hết nhiều. Trong đó có con Nguyệt có ủng hộ 1.000 quyển đó. đó con Nguyệt có ủng hộ 1.000 quyển đó. Tôi nói cho biết vậy đó, rồi vài mốt, rồi muốn xin thầy năm tay lại tôi biếu hết. Có nghĩa là tất cả những người nào ở đây muốn tu đạo Phật, muốn đi đâu, trong này ta chỉ hết cho đi, chứ không phải là ép tu Thiền Tông, không phải ép, mà ta chỉ cho đường đi, anh muốn đi đâu thì anh đi. Đó, năm tay là sẽ tự nhiên chú ngược sao, tôi sẽ nói cho, tôi phát cho. Rồi khi tôi đọc rồi đó, rồi tôi sẽ tổ chức cái chỗ để, rồi làm ơn đứng ngồi, ai muốn xin lại đó lấy. Rồi hỏi tiếp đi. Nếu ấy ngừng đi một. Là kết thúc ạ. Mình buổi chiều bắt đầu 1 giờ mình giải đáp tiếp. Mời quý vị đâu ra chai đường dùng cơm. Xin phép ạ.